mấy nơi luôn các bạn, căng quá trời. Đấy chưa, bắt đầu thầy trò mình chiến đấu học luôn nhé, ta học luôn nhé. Hôm nay thầy trò mình sẽ học cái phần là mắc min hàm trị tuyệt đối, mắc min hàm hàm trị buổi số 02, buổi số 02. Nay ta sẽ học các loại đồ thị. Nay các bạn hướng dẫn cho các bạn cái đồ thị loại số 2, loại số 3 và loại số 4. Ba loại đồ thị này. Hôm nay view hơi ít thầy nhỉ. Hôm nào view cũng ít mà. Có ai đâu. Hôm nào view cũng ít mà. Mấy đứa nhà ở đây rồi. Kiếp có cái laptop mà bật cái file word lên nửa tiếng nó mới ấy được. Hôm nay có đồ thị loại 4 không? Có đồ thị loại 4 thì nó kinh điển nhất là ba cái loại đồ thị này, đúng không ạ? Kinh điển nhất là ba cái loại này, là loại 2, loại 3 và loại số 4. Ba cái loại này thì hôm nay thầy trò mình sẽ chiến đấu với cả ba, đúng không ạ? Có mấy buổi 900 ấy hả? Có độ phân giải 4K không thầy? Cái đấy là thầy không rõ. Nào bắt đầu thầy cho mình sẽ đi vào cái câu số 1. Sẽ đi vào cái câu số 1. Câu số 1. Bắt đầu luôn. Câu số 1. Rồi, nên ta bắt đầu ta sẽ xử lý cái loại này bằng cái đồ thị loại 2. Đồ thị loại 2. Lát nó in cho các bạn cái lời giải để các bạn xem. Lát tặng cho các bạn luôn cái lời giải của cái file này luôn. Được không? Câu số 1. Người ta yêu cầu là tìm max này, tìm m để max cái thằng này là bằng 10, tổng bình phương của thằng m, đúng không ạ? Tổng bình phương của thằng m để max này. À cái thằng này là với x thuộc vào cái khúc là -2 đến 6 các bạn nhé. X thuộc -2 đến 6. Đấy. Max của trị tuyệt đối fx này cộng với m là bằng 10, đúng không ạ? Nó đang khởi động lại cho các bạn nhớ thôi. Ở đây có nhiều bạn chắc là nay xem buổi đầu, đúng không nhỉ? Như vậy bước 1. Bước 1. Ở đây là với x thuộc vào đoạn -2 đến 6. Bước 1 là các bạn sẽ tìm với thầy là fx như này. Với x thuộc vào -2 đến 6 thì fx này nó sẽ là max nó bằng mấy, min nó bằng mấy? Đây là bản thân cái thằng fx này là lớn nhất nó bằng mấy và bé nhất nó bằng mấy, đúng không ạ? Tức là nó thuộc vào cái đoạn nào. Thì các bạn thấy là -2 đến 6 thì cái đồ thị của thằng F nó chạy như này, đúng không ạ? Chạy từ đây, chạy xuống đây, xong lại lên như này. Thì ở đây cái chỗ này là cao nhất của hắn là tại y nó bằng 3 và thấp nhất là tại cái chỗ là y nó bằng -1. Có nghĩa là cái thằng Fx như này, cái giá trị của hắn là nó sẽ là chạy từ -1 đến 3. Hay nhiều khi ta viết như này cũng như nhau này các bạn này. Hay nhiều khi ta viết này là max của cái thằng Fx này là bằng 3 và min của cái thằng fx là bằng -1 với x thuộc vào cái đoạn là -2 đến 6, đúng không ạ? -2 đến 6. Bước số 2 là các bạn kể thầy cái đồ thị loại 3 ra. Đồ thị loại 3. Các bạn lấy 10 trừ đi hai thằng cu này, người ta đang hỏi là max nó bằng 10. Max nó bằng 10. Các bạn lấy 10 trừ đi hai thằng cu này. 10 trừ đi 1 thì là bằng 10, 11, 10 trừ đi 3 thì là bằng 7. Sau đó lại lấy -10 trừ đi hai thằng này. -10 trừ hai thằng này thì -10 mà trừ đi -1 thì còn lại là -9. -10 mà trừ đi 3 thì nó bằng là -10, 13. Thì từ đó các bạn suy ra luôn max trị tuyệt đối của fx cộng với m mà bằng 10 thì tương đương với là cái giá trị tại hai chỗ này. Đúng không ạ? Hai chỗ này. Hôm trước là ta có giảng cái này rồi, đúng không ạ? Tức là hoặc m nó sẽ bằng 7 hoặc m nó sẽ bằng 9, tức là các bạn có luôn là tổng bình phương của thằng m bình chính là bằng 7 bình, xin lỗi là -9 nghe. Đó, như vậy là 7 bình cộng với 9 bình, đúng không ạ? 4981 là 130. Như vậy đáp án là B. Đấy, thì đây là cái đồ thị loại 3. Kỹ thuật này được gọi là kỹ thuật đồ thị loại số 3. Cái vật này là đồ thị loại số 3. Ok chưa ạ? Rồi bắt đầu thì cho mình sang cái câu số 2. Câu số 2.
cái loại này mà làm tay thì nó cũng đau đầu lắm. Lát nữa các bạn thấy là những cái bài phía sau này, những cái bài phía sau của ta, cái file này là thầy đã post cho các em rồi, như con này chẳng hạn này. Đấy, phía sau này những con này chẳng hạn này, mắc cộng min này, nó những kiểu như này chẳng hạn này đó. À, các bạn đợi thầy một tí nhé, người yêu cũ gọi điện dùm Masio. À, ai gửi cái link kia hả? Ờ, ok. Sorry các em, người yêu cũ xin link các em ạ, xin link, chả biết link gì. Ai, chú chua. Người yêu cũ xin link. Nào, sang cái câu số 2 luôn các bạn, câu số 2 luôn. Hai là Hưng là C. Đó, Hưng là C. Nào, các bạn khác nào comment nào, thử chiến đấu luôn. Con này là nhìn nó trầm cảm rồi. Em thấy sấm chớp ạ. Em thấy sấm chớp. Nguy hiểm quá. Ngồi ngay bên cửa sổ các bạn ạ. Vượng là C. À, con này nhìn căng quá trời nhỉ. Thầy ơi, em muốn đăng ký nhắn cho ai hả? Em nhắn vào page em. Em nhắn cho page nha. Nhắn cho page. Nhắn cho page, em nhắn cho page được không ạ? Nhắn cho page là các chị admin xinh đẹp sẽ là nhắn cho em. Nào, bắt đầu cái con số 2 thì giới thiệu cho các bạn là ta làm máy tính luôn, đúng không ạ? Máy tính luôn. Con này thì đầu tiên là các bạn đặt cho thầy là cái này là bằng U này, cái này là bằng U này, U này, đặt U cho thầy này là bằng căn bậc 2 của 8 cộng với 4x trừ đi 4x bình này các em này, trừ đi 1. Ở đây người ta đang yêu cầu là x đang nằm trong khúc trừ 1 đến 1, đúng không ạ? Như vậy các bạn sẽ là sử dụng chức năng 17 để các bạn tìm, bạn tìm, đúng không ạ? Nào, nhập cái này vào, nhập cái này vào. Căn bậc 2 này, 8 này, cộng này, 4x này, trừ đi 4x bình này, trừ đi 1 này, đúng không ạ? Và người ta đang hỏi x chạy từ trừ 1 đến 1. Như vậy các bạn, start là bằng trừ 1 này, n là 1 này, step thì là 2 chia 29. Rồi các bạn hãy kiểm tra xem là cái thằng U này nó sẽ chạy từ mấy tới mấy, nó lớn nhất là mấy và bé nhất là mấy, đúng không ạ? Thấp nhất là bao nhiêu và cao nhất là bao nhiêu. Thì bắt đầu nó chạy từ trừ 1 này, trừ 1 này, bắt đầu nó tăng dần này, tăng lên 0, 1, vẫn tăng 1,998 này, 1,999 này, 1,999 này, đúng không ạ? 9999 này, như vậy con này là 2 rồi, đúng không? Sau đó nó lại giảm xuống. Ok, như vậy là cái thằng U này của ta này, thằng U này của ta này, nó sẽ thuộc vào cái khúc là trừ 1 đến 2, đúng không ạ? Trừ 1 đến 2. Trừ 1 đến 2 thì các bạn kiểm tra cho lưu thầy luôn nha. Cái thằng FU này nó sẽ chạy từ mấy đến mấy, FU này, đúng không ạ? Tức là các bạn đặt như này thì tương đương bài toán biến thành là cái gì? Trừ tuyệt đối của FU cộng với M bằng 5 mà, đúng không ạ? Như vậy là các bạn phải kiểm tra cái thằng FU này là ở trong cái khúc là gì? Trừ 1 đến 2, trừ 1 đến 2 thì cái thằng F này mắc quán bằng mấy, min nó bằng mấy, thì các bạn thấy nó trừ 1 này đến 2 thì cái đồ thị nó chạy từ trên chỗ này chạy xuống đây, đúng không ạ? Xong rồi chạy lên 2,
Như vậy thấp nhất là chỗ này và cao nhất là chỗ này. Như vậy max của hắn là 8, còn min của hắn là bằng bằng 2. Nhưng mà nó thuộc vào khúc là 2 28. Đúng không ạ? Rồi, như vậy bài toán của ta các bạn có luôn. Fx Fu của ta thì nó thuộc vào cái khúc là 2 28. Đúng không ạ? Và ta đang hỏi là max của cái thằng là trị tuyệt đối của Fu cộng với M là bằng bằng 5. Rồi, như vậy các bạn có luôn cái đồ thị của ta sẽ là như này. Ủa, sấm chớp ghê thế nhỉ? Dã man con ngan luôn các em ạ. Rồi, lấy 5 mà trừ đi hai thằng cu này. 5 trừ đi hai thằng cu này. Đúng không ạ? 5 trừ đi 2 thì nó là bằng bằng 3. 5 mà trừ đi 8, 5 mà trừ đi 8 thì nó bằng là trừ trừ 3. Đúng không ạ? 5 mà trừ đi 8 thì bằng đó. Sau đó lại lấy trừ 5 trừ đi hai thằng cu này. Lại lấy trừ 5 trừ đi hai thằng cu này. Trừ 5 mà trừ đi 2 thì là bằng trừ trừ 7. Trừ 5 mà trừ đi 8 thì bằng trừ 10, 13. Như vậy từ đó các bạn suy luôn là max của hắn mà bằng 5 thì tương đương với chỗ này các bạn này, chỗ này này. Đó. Như vậy là hoặc M nó sẽ bằng âm âm 7 hoặc M nó sẽ bằng âm âm 3. Và người ta đang hỏi là tổng tất cả các giá trị của M. Như vậy từ đó các bạn suy là tổng tất cả giá trị M là bằng âm âm 10. Đó, thì đây là một cái câu nó rất là khó các bạn. Câu này là cái câu mức độ 4 các bạn, mức độ 9 điểm trong đề đại học. Thì ta làm nó chỉ như này thôi, rất là nhanh luôn. Ok chưa các bạn? Ngon lành chưa? Rồi, ta sang thêm một cái câu nữa. Rồi ta sang cái thằng là min đi. Cái thằng min đi. Đúng không ạ? Min đi. Câu số 6 nữa các bạn, ta sang thằng min. Câu số 6. Câu số 6. Nào các bạn làm luôn câu số 6 này này. 6 này xong 7 này. Đấy, hai câu. Nhẹ nhàng mà tình cảm. Tí chỗ thầy mất điện thì sao ạ? Biết làm sao được em. Như Quỳnh là 6A, nhanh quá trời luôn. Nào các bạn khác nào. Hưng là A. Hưng là A. Trung Sĩ là A. Kim Tuyền là A. Quá dữ dội nhỉ. Nên là min bằng. Những cái câu mà mắc bằng, min bằng thì nói chung là nó cũng đang bình thường, đúng không? Không có gì ghê gớm cả. Ta làm cách thông thường ra ngay. Học tiến là 6A. Okay. Nào các bạn khác nào, ta thử luôn. Thử luôn các em. Dạng bài này là quan trọng đấy, thầy thấy nhiều bạn là học thậm chí là xong rồi chương 1 rồi. Có nhiều bạn thì sang tương giao rồi, nhiều bạn sang tiệm cận rồi, các kiểu rồi các em ạ, sang hết những cái món khác rồi. Nhưng mà không biết là những cái phần này đã ổn chưa. Các bạn học thì cố gắng là học làm sao mà kiến thức của ta nó phải tươm tươm rồi cái đã các em ạ, nó phải ngon lành cành đào cái đã. Thì bắt đầu các bạn mới chuyển sang các phần khác. Chứ các em đừng ham học nhanh. Nhiều bạn học nhanh lắm, bây giờ học thậm chí là xong hết các chương 1, chương 2 rồi. Học nhanh lắm, nhưng mà đến lúc là làm thần sai thôi. Jivu Chikuku là A. Jivu Chikuku là A.
Rồi, đầu tiên của nhiệm vụ của ta thì cũng đơn giản thôi đúng không ạ? Cái dạng này thì cũng dùng đồ thị loại số 3. Ngân kim là A. Rồi, đồ thị loại số 3, câu số 6. Như vậy là trước hết là ta sẽ xử lý cái thằng này. Đây là cái gì ạ? Trừ tuyệt đối của x mũ 4 này trừ đi 2x bình này trừ đi 1 này cộng với m, đúng không nhỉ? Cộng với m. Thì các bạn sẽ đặt cho thầy cái thằng này là bằng gx. Thì các bạn nhận xét luôn là cái thằng gx này là bằng x mũ 4 này trừ đi 2x bình này trừ 1, đúng không ạ? Thì với x của ta ấy đang chạy trên khúc 0,2 này các bạn này, x thuộc vào 0,2. Thì các bạn có là cái thằng gx nó sẽ thuộc vào bao nhiêu ạ? 0,2 ạ, x thuộc vào 0,2. Thì cái thằng g nó sẽ chạy từ mấy tới mấy ạ? Từ mấy tới mấy nhỉ các em nhỉ? Cái này các bạn có thể dùng máy tính được mà. Dùng máy tính là nó ra mà, đúng không? Đây, ví dụ đây các bạn dùng máy tính này bấm nó ra luôn mà. Ồ, như vậy là âm 1,999 tức là thuộc vào âm 2, đúng không ạ? Nó dễ mà, nó không có gì cả. Chạy lên mấy ạ? Chạy lên 7, đúng không ạ? Lên 7, như vậy nó chạy từ âm 2 đến 7, đúng không ạ? Chạy từ âm 2 đến 7. Như vậy là người ta đang hỏi là tìm điều kiện để min các em ạ của trị tuyệt đối gx này cộng với m, đúng không ạ? Cái này này là bằng 10 18. Như vậy từ đó các bạn có cái đồ thị như này, đồ thị như này, lấy 18 trừ đi hai thằng này, 18 mà trừ đi trừ 2 thì nó bằng 2 20, 18 mà trừ đi 7, 18 mà trừ đi 7 thì nó sẽ là bằng 10 11. Đó, sau đó lại lấy cái gì ạ? Trừ 18 trừ đi hai thằng này, lấy 18 trừ đi hai thằng này, sau đó lại lấy trừ 18 trừ đi hai thằng này, trừ 18 mà trừ đi trừ 2 thì nó sẽ còn là trừ 10 16, trừ 18 mà trừ đi 7 thì nó sẽ là trừ 2 25. Như vậy từ đó các bạn có luôn min của cái này bằng 18 thì nó sẽ tương đương với đây, hai cái chỗ này, hai chỗ này, đúng không ạ? Tức là hoặc m nó sẽ bằng là trừ 2, à đây xin lỗi các bạn, đây trừ 25, hoặc m nó sẽ bằng 2 20. Như vậy người ta đang hỏi là tổng tất cả các giá trị của m thì nó sẽ bằng hai thằng này cộng lại là bằng trừ 5. À, xong luôn. Con này quá nhanh luôn các bạn thấy không ạ? Đơn giản quá trời nhỉ. Đây nó mới đang là sử dụng đồ thị loại 3 các bạn nhé. Sau đó ta sẽ sử dụng cái đồ thị loại 2, loại 4 thì các bạn thấy cái sự kinh điển của cái loại đồ thị này. Câu số 7 luôn các bạn. Câu số 7. Nào, xin mời các em. Thăng 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 thăng. Câu số 7. Cho hàm số fx là bằng 2x trừ m 1 trừ x. Và S là tập hợp tất cả các giá trị của m để min thằng này bằng 2 anh em ạ. Min thằng này bằng 2. Yến B, trung sĩ B. B. Ok. Hai bạn, mình có hai bạn. Ô, máy mình lag à? Ồ, ra nghe điện thoại người yêu cũ phát lag luôn các em ạ. Quỳnh B. Quỳnh hôm rồi thi đăng là top 1 đúng không ạ? Quỳnh như bạn hí hí hí, không biết là bạn hí hí là bạn nào. Các bạn để quả tên không dịch ra được, hí 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 đúng không ạ? Nào con này thì dễ thôi, lâu chưa coi mới phát hiện chênh lệch đẳng cấp các bạn quá trời. Em so với các bạn lớp VIP thì càng ngày cái lớp VIP nó càng bỏ xa các em đúng không? Và đến một lúc nào đó khoảng vài buổi nữa là các bạn gắn motor và mông cũng không chạy kịp các bạn lớp VIP đâu. Không thể kịp được. Người ta sẽ đi rất là xa. Xa lắm luôn đấy. Kim Tuyền hí 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 là em ơi. Như vậy là top 1 của ta thì hôm rồi thi có cả 2K3 thi cùng đấy.
là top 1 của ta thì đều là các bạn ở trong lớp VIP cả. Tốt, hy vọng học vừa giỏi vào các bạn, học giỏi sau này nó dễ lấy chồng lấy vợ các em ạ. Nhưng đừng đừng giỏi quá, như thầy có một chị bạn học cùng với thầy học giỏi lắm luôn các bạn, học nhiều quá nhưng cuối cùng là đầu hói nên là giờ có lấy được chồng đâu các em, đầu hói là có lấy được chồng đâu đấy. Không, các bạn trong khi đó các bạn đang ngồi tiếc tiếc mấy nghìn để tham gia lớp học, hoặc là các bạn ngồi tiếc này tiếc nọ là người ta đã học được đến tận mây tận xanh rồi đúng không? Cuộc sống là không chờ đợi mà, đúng không? Một cái tiếc ngẩn tiếc ngơ của mình là giờ học lại kiểu gì thầy, vào lớp viết đi thầy dạy lại từ đầu. Anh em tiếc khủng khiếp. Đề của thầy thì nó cũng khó, đề của thầy thì các bạn thấy là so với tất cả các thầy cô ở trong group của ta đấy thì hầu như là đề của thầy nó hơi lạ một tí đúng không? Nó lạ, nó không giống như các thầy. Mấy nay em bị dụng tóc đấy, Quỳnh chắc chắn hỏi rồi, hôm rồi thi top 1 đúng không, hỏi là cái chắc rồi. Nào các bạn xét cái thằng fx của ta là bằng cái gì ạ? 2x trừ đi m chia cho là 1 trừ x đúng không? Mà người ta đang hỏi là x thuộc vào cái khúc là trừ 2 đến 0. Cái gì mà ung thư rồi Quỳnh ơi? Kiểu anh tào lao. Trung sĩ mi hói rồi, đúng rồi, hói. Đó, thì các bạn lấy thằng f phẩy nha, f phẩy x của ta. Chéo chính nhân chéo phụ đúng không ạ? Chéo chính nhân chéo phụ thì nó sẽ bằng là 2 trừ đi m chia cho là 1 trừ x tất cả bình phương. Thế thì các bạn thấy này, với này m mà bằng 2, m bằng 2 thì các bạn có là cái thằng fx của ta nó sẽ biến thành là cái gì ạ? 2x trừ đi 2. Đấy, chia cho 1 trừ trừ x. Thì trong cái trường hợp này các bạn này, trong cái trường hợp này các bạn lấy thằng này chia thằng này. Lấy thằng này chia thằng này thì nó sẽ bằng là âm 2. Âm 2, tức là hàm này là hàm hằng luôn các bạn. Cái điều này, thằng này nó chính là hàm hằng luôn. Hàm hằng thì max nó bằng min luôn, nó giống nhau luôn các bạn. Từ đó các bạn suy ra là min của trị tuyệt đối fx này sẽ bằng là trị tuyệt đối của âm 2 và nó bằng 2 luôn, đúng không ạ? Và trường hợp này là thỏa mãn này các bạn này, trường hợp này là thỏa mãn. Đúng không ạ? Vì người ta đang hỏi là cái gì? Min là bằng 2 mà. Min là bằng 2. Rồi, còn nếu mà trong cái trường hợp m nó khác 2 thì các bạn thấy này là cái thằng này này, thằng f phẩy này này. F phẩy này lúc nào nó cũng là luôn dương hoặc luôn âm, đúng không ạ? Luôn dương hoặc là luôn âm. Đấy. Tức là cái bảng biến thiên toán sẽ là như này các bạn này. Trong trường hợp mà luôn dương nhé. Chỗ này là tại tại 1 này, đây này. Trường hợp là luôn dương này thì các bạn thấy đồ thị đi như này, đi như này. Đúng không ạ? Như vậy là max min của hắn đấy, max min đang lấy từ cái khúc trừ 2 đến 0 đúng không? Đó. Thì nó sẽ nằm ở trên là trừ 2 với 0 luôn. Đúng không ạ? Còn trong trường hợp mà cái thằng f phẩy mà nó luôn âm, đây thầy phân tích cho các bạn nhìn âm, thì lúc nào cũng đi cắm xuống dưới nha các bạn này, cắm xuống dưới này đúng không ạ? Và đây chỗ này là trừ 2 này, 0 này, đó thì max min của hắn nó cũng trùng với hai cái đầu mút này luôn, đúng không ạ? Trùng với hai cái đầu mút này luôn này các bạn này, trùng hai đầu mút là tại trừ 2 và tại 0. Tức là các bạn xuyên luôn nha, xuyên luôn để min của cái thằng trị tuyệt đối f này các bạn này, trị tuyệt đối f này nó sẽ bằng là min của cái gì ạ? Tại cái chỗ trừ 2 và chỗ 0. Các bạn thay trừ 2 vào cái thằng ban đầu thôi đúng không? Thay trừ 2 vào đây. Thay 0 vào. Thay 2 thằng vào. Đúng không ạ? Thay trừ 2, thay 0 vào. Đấy. Ví dụ đây các bạn nhìn. Nào. Trừ 2 nha các bạn thay vào đây. Này. Thay x ấy. Thay x chứ không phải là thay m đâu nha. Thay x bằng trừ 2 vào đây này. Các bạn nhìn thấy không? Rồi ok, trừ 2 vào đây thì các bạn chỗ này sẽ là trừ 4 trừ m chia cho là 3 đúng không ạ? Nhưng mà nó sẽ là trừ m này trừ 4 trên 3. Rồi trường hợp là 0 các bạn lại thay vào đây, thay x bằng 0 vào đây thì nó còn lại cái gì ạ? Trị tuyệt đối của trừ m. Bài toán thì min nó bằng 2 rồi, như vậy nó không xảy ra cái trường hợp min bằng 0. Đây min của hắn nó sẽ một trong hai thằng này, min là một trong hai thằng này. Thằng này thì viết sẽ bằng là cái gì ạ? Min của trị tuyệt đối m trên 3 đúng không? M trên 3, m cộng 4
trên 3. Cái này sẽ là M. Đó. Cái này thì ta sẽ làm gì cho nó nhanh? Cái này ta sẽ làm gì cho nó nhanh? Đúng không ạ? Thì các bạn vẽ thầy hai cái thằng đồ thị này ra. Vẽ thầy hai thằng đồ thị này ra. Cái này thì có nhiều cách để các bạn vẽ, nhiều cách để các bạn làm. Đây thầy lấy ví dụ. Nào, cái thằng tuyệt đối của M nó sẽ là như này các bạn này. Đây, chỗ này là 0 này các bạn này. Chỗ này là M cộng 4 trên 3 thì đồ thị nó như này các bạn này. Đây. Đúng không ạ? Chỗ này sẽ được là -4 này các bạn này, -4. Hai cái đồ thị như này. Đây các bạn nhìn. Đúng không ạ? Kiểu như này. À, cái thằng này nó cắt ngang này này. Xin lỗi các bạn. Ô đâu rồi? Thầy vẽ lại để các bạn nhìn không các bạn ạ? Vẽ lại cho các bạn nhìn ở đây. Vẽ lại cho các bạn nhìn. Đây là chữ tuyệt đối của M. Chữ tuyệt đối của M đây các bạn. Đúng không ạ? Còn đây là cái thằng đường thẳng này các bạn này. Đây. Tôi đây là -4 này các bạn. Đây, đồ thị nó kiểu như này. Thế thì các bạn nhìn thấy này, người ta đang yêu cầu là tìm điều kiện để min của hắn là bằng mấy ạ? Bằng 2. Bằng 2 thì các bạn vẽ thành cái đường thẳng bằng 2 ra. Vẽ đường thẳng bằng 2 ra. Đây này, ô chưa, sụp chết tôi rồi. Đây, vẽ cho các bạn nhìn luôn. Ngoài đây nhìn cho nó dễ, không là giấy ở đây à. Bởi vì các bạn chưa học đến cái phần đồ thị, đúng không? Chưa học đến cái phần đồ thị, thế nên là vẽ bằng tay hay không thì các bạn nhìn nó chưa tưởng tượng ra được. Đây, thì vẽ cho các bạn nhìn này. Rồi. Thằng này là thằng thứ 2 này. Đúng ngoặc này. Cộng này, 4 này. Chia này, 3 này. Đây các bạn nhìn này, đây là đồ thị của hai thằng. Đấy, cho các bạn dễ nhìn. Đấy các bạn, đồ thị của hai thằng. Đây. Đúng không nhỉ? Đó. Nha. Hình dạng nó như thế. Sau đó các bạn vẽ thành cái đường thẳng là cái gì ạ? Là bằng 2. Đúng không ạ? 2, y bằng 2, đây. Y bằng 2 đây các bạn nhìn. Đúng không ạ? Và hôm rồi dạy các em rồi. Dạy các em rồi. Min là cái đường nằm gì? Min là cái đường nằm dưới, đúng không nhỉ? Là cái đường nằm ngoài đây, các bạn nhìn này có hai đường như này này. Cái đường là M bằng trục đối của M này. Và đường như này. Đường thứ hai là cái đường như này. Đó, đúng không ạ? Đường thứ hai đây. Và cái đường thẳng đây là -4 này, đây là 0 này. Y bằng 2 nó cắt là tại đây. Đúng không ạ? Cắt tại đây. Thôi quan trọng thì cái view, các em càng ít view các bạn càng sướng là bởi vì các em sẽ loại được rất nhiều đối thủ. Đúng không ạ? Bởi vì cái dạng này nó rất khó này các bạn này. Mà không sao các bạn lên trên lớp các bạn làm, các bạn thấy là làm loại này bằng tay không, các thầy cô sẽ hướng dẫn cho các bạn là nó sẽ rất là dài. Rất là khủng khiếp luôn. Rất là khủng khiếp luôn. Rồi, thế thì các bạn thấy này, cái chỗ này này, nó cắt thằng này này, đây các bạn nhìn luôn này. Tại đây, các em nhìn thấy không ạ? Đây là bằng -10. Đúng không ạ? Chỗ này là bằng -10. Còn cái chỗ này này các bạn nhìn này là bằng là tại 2. Tại 2, đúng không ạ? Tại 2. Đó, tại 2. Như vậy từ đó các bạn suy luôn. Min của chữ tuyệt đối này là bằng 2 thì tương đương với hoặc M bằng cái gì? -10 hoặc M bằng 2. -10 và bằng 2. Và lúc nãy ta cái trường hợp đầu tiên của thầy cho mình cái trường hợp mà M bằng 2 thì ta cũng lấy này các em này. Trường hợp này trùng luôn này các bạn này. Đúng không ạ? Như vậy tổng kết lại các bạn suy ra như vậy là M của ta sẽ có hai giá trị là -10 và 2. -10 và 2. Đúng không ạ? Tất nhiên con này làm tay thì làm bình thường thôi, không có gì cả, các bạn chia ra hai trường hợp là ra thôi.
Như vậy là tổng của hai phần tử này sẽ là âm 10 cộng với 2 là bằng âm âm 8 là B. Âm 8 là B. Đúng không ạ? Rồi, ta làm sang câu số 9. Câu số 9 ta đổi gió một tí, đúng không ạ? Mỗi dạng nó sẽ đi đà, nó sẽ làm đại diện vài câu. Dạng tiếp theo là cái gì ạ? Tìm M để mắc của hắn nhỏ hơn bằng 11. Dạng này mà làm tay là đau đầu rồi các bạn này. Các bạn lưu ý là cái dạng gì ạ? Hai cái dạng dễ cơ bản nhất là hai cái dạng này thì ai cũng bốc phép được, ai cũng làm được, nó rất là dễ thôi. Là cái dạng là mắc chẳng hạn của trị tuyệt đối Fx này cộng với Gm là bằng A này, hoặc là min này của cái trị tuyệt đối này là bằng B này chẳng hạn. Những cái dạng này thì là dạng dễ các bạn. Hoặc là mắc đạt min chẳng hạn, hoặc là min đạt mắc chẳng hạn, thì đó là những cái dạng dễ, làm tay bình thường không vấn đề gì. Nhưng mà đến nhiều dạng khác người ta cho kẹp kẹp thì nó sẽ rất là khó. Viết đức là C, trung sĩ là C. Ok, hai bạn ra C rồi. Con này là con số 9. Con số 9. Cố lên nghe. Càng về sau của ta thì nó lại càng hay đấy các bạn ạ. Cái của ta thì càng về sau nó càng hay. Lan C, Tiến C, Quỳnh C. Đó. Nhiều bạn không được xem một hai buổi live, bây giờ nghe vào xem không hiểu gì luôn. Đó. Tú là C. Rồi như vậy các bạn có y của ta là bằng cái gì ạ? 1/4 này, x mũ 4 này trừ đi x mũ 3 này cộng với x bình này cộng với e m. Như vậy các bạn đặt cho thầy là cái thằng này là bằng F này. Đặt cho thầy cái thằng F là bằng cái 1/4 này. X mũ 4 này trừ đi x mũ 3 này cộng với x bình. Thì các bạn nhìn thấy là ở đây với x đang thuộc vào cái khúc là trừ 1 đến 2. Thì các bạn thấy là cái thằng F của ta nó sẽ thuộc vào cái khúc nào ạ? Chạy từ mấy đến mấy các em? Mấy đến mấy ạ? Không là C, tất cả là C hả? Banh lăng là gì, tên em là banh lăng tên này nhạy cảm quá nhỉ, khó đọc quá. Tú C, Quân C, Hồng C, bạn banh lăng mà đổi thành chữ H là căng thẳng lắm. Không và 9/4 đúng không ạ? Như vậy nó chạy là từ 0 đến 9/4. Như vậy là người ta đang hỏi là mắc của hắn trị tuyệt đối này nhỏ bằng 10 11. Từ đó các bạn suy ra cái đồ thị loại số 3. Đồ thị loại 3 0 đến 2,25 là 9/4 đúng không ạ? Bạn lấy 11 trừ đi hai thằng cu này thì 11 mà trừ đi 0 là bằng 11. 11 mà trừ đi 9/4 đúng không ạ? 11 trừ đi 9/4 thì nó bằng là 8,75 đúng không ạ? Sau đó lại trừ 11 trừ đi hai thằng cu này. Đó, xong lại trừ 11 trừ 9 trừ 4 trừ 13,25. Như vậy người ta đang yêu cầu là mắc mà nhỏ bằng 11 thì tương đương với đây, đúng không ạ? Như vậy là m nó sẽ lớn hơn bằng âm 11, nhỏ bằng 8,75. Hết. Nó rất là nhanh. Như vậy người ta hỏi là tính tổng tất cả các số nguyên. Như vậy là cháu này nó sẽ có những cái số nguyên là gì ạ? Trừ 11 này, trừ 10 này, chấm 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 là đến gì ạ? 7 xong là đến 8, đúng không ạ? Như vậy là 7 8 nó sẽ triệt tiêu với trừ 7 trừ 8 ở đây. Như vậy nó sẽ còn lại là cái gì ạ? Trừ 11 này, trừ 10 này, trừ 9 là nó sẽ bằng là trừ 30 nhỉ, đúng không ạ? Như vậy là tổng của hắn trừ 3 30 C, đúng luôn. Quá dễ, quá nhanh cho một bài toán khó, đúng không ạ? Kinh khủng khiếp. Dã man nhỉ, đúng không?
Ừ, cái phần này là buổi trước là thầy có like ở ngoài rồi, có like cho các bạn rồi, có mỗi cái đồ thị loại loại gì nhỉ, đồ thị loại loại hai rồi là loại mấy là thầy không có like thôi, không có like ở ngoài thôi. Nào tiếp tiếp ai dạy lại với chết tôi rồi. À, ta làm sang câu số 13. Mỗi phần ta sẽ làm một tí, đúng không ạ? Số 3. Và người ta hỏi là để giá trị nhỏ nhất không bé hơn 5. Tức là ý người ta muốn hỏi là câu 13 là như này này. Là min của cái thằng trị tuyệt đối x mũ 3 trừ đi 9/2 x bình cộng với 6x trừ đi 3 cộng với m không bé hơn 5, tức là lớn bằng bằng 5. Trên đoạn là 0,3. Càng về sau ấy, càng về sau các bạn sẽ bị bỏ xa càng nhiều nếu các bạn không xem live stream. Và đến lúc mà người ta sẽ bỏ đến cái tầm mà các bạn không khác gì là đòn gánh đến xe tăng, nó không khác gì như kiểu là các bạn thấy là xe đạp với kiểu là tên lửa ấy. Đến một cái lúc nào đó các bạn sẽ thấy là người ta ở một cái tầm cao mà ồ sao mà nó cao thế luôn ấy, không với tới luôn, mặc dù xuất phát điểm đều là cửa chuồng tắm mưa tè bậy ngoài đường giống hệt nhau, cũng đều là tuổi thơ dữ dội như thế, nhưng mà đến một lúc các bạn sẽ thấy là người ta sẽ đi rất là xa luôn, xa đến cái nỗi mình không với tới được, không với tới được luôn đấy, chứ đừng có bảo là mình cố sẽ tới. Cuộc sống là không chờ đợi mà, đúng không? Ta ngồi ta chần chờ một tí là người ta sẽ bỏ các bạn đi xa kinh khủng luôn. Ở đây là thầy mới like ở trong lớp VIP mới được có mấy đúng không? Mấy buổi đúng không? Mấy buổi. Không nhiều đâu. Bây giờ bạn nào vào thì vẫn theo kịp bình thường. Thầy dạy em coi em hiểu không? Không, em thì không không học được với thầy, Dương Hà thì không học được với thầy. Nói thật luôn. Tiến D, Hưng là D. Ok, cố lên các bạn. Như Quỳnh là D. Quân Lê là D. Hoàng Lan là D. Vấn là D. Đúng rồi, cái này thầy dạy rồi, chứ không xem. Trước cái buổi đầu thì live stream thấy Hà vào comment nào là cái show nào là giải nhanh ghê gớm lắm, làm thầy giật cả mình, thầy bảo ôi thôi chết thủ khoa đây rồi. Nay không thấy là giải nhanh với công thức giải nhanh với cái show cái này nọ nữa em hết rồi à? Xin cho em xin link Minh Thảo D, Tuyền D, Minh Quân D. Ok rồi, như vậy các bạn đã đặt cho thầy cái này là bằng bằng fx đúng không ạ? Như vậy các bạn nhận xét luôn là cái thằng fx này nó sẽ chạy từ mấy tới mấy các em, ở trong cái khoảng cái đoạn 13 à 03. Chạy từ mấy tới mấy các em? Casio luôn nhỉ? Cái này casio chắc được, đơn giản thôi nhỉ. Cái mũ 3 trừ đi cái gì? 4,5 x bình cộng với 6x trừ đi 3. Đúng không ạ? Rồi chạy từ 0 đến 3. 3 chia 29. Trừ 3 đến 3/2, trừ 3 đến 1,5, trừ 3 này tăng lên này. Ok. Như vậy là nó thuộc vào trừ 3 đến 1,5, đúng không ạ? 1,5 thì các bạn biết là 3/2 nhìn cho nó sang chảnh, đúng không ạ? Không hiểu thầy ơi. Chữa 12 đi thầy. Ok, chữa 12 luôn. 12 nó là một cái gì đó rất là vi diệu các bạn. Lát chữa cho các bạn luôn. Ok, được chưa? Như vậy là các bạn đang có là max của hắn, à min của hắn đang lớn hơn bằng bằng 5 đúng không? Như vậy các bạn suy ra cái đồ thị. Lấy 5 trừ 2 thằng này, 5 trừ đi thằng đầu tiên sẽ được là 8. 5 trừ đi 1,5 thì được là 3,5.
trừ 5 trừ thằng này như vậy là còn là trừ 2, trừ 5 mà trừ đi 1,5 như vậy là trừ âm 6,5. Như vậy là min mà lớn hơn bằng 5 thì cái này sẽ tương đương với hai cái nhánh này đúng không? Như vậy là hoặc m nó sẽ lớn hơn bằng 8 hoặc m nó sẽ nhỏ hơn âm 6,5. Mà do ta đang lấy m là chạy từ khúc trừ 10 đến 10 này các em này. Đấy. M thuộc vào khúc là trừ 10 đến 10. Các bạn chia sẻ cái video về tường, sau đó các bạn xem cho thầy cái video buổi hôm trước của thầy. Buổi hôm trước là thầy có live stream là cái gì? Kỹ thuật đồ thị loại 3. Đây là đồ thị loại 3 đây các bạn. Đồ thị loại 3 đây các bạn xem lại cho thầy là các bạn. Chứ thầy dạy rất là kỹ cái này rồi, thầy vẽ cho các bạn cái sơ đồ rất là hay luôn. Đấy, các bạn nào mà xem tự nhiên xem cái buổi hôm nay và các bạn rất là sốc nha. Rồi nó sẽ là cái gì ạ? À, nó gồm có thằng là trừ 10 này, nhỏ hơn âm 6,5 mà, như vậy là lên âm 7 này, sau đến là 8 này, xong là đến 10 này đúng không ạ? Đó, đây. Và người ta hỏi là cái gì ạ? Tổng các giá trị nguyên, tức là các em cộng lại thì ở đây trừ 10 trừ 10 mất, xong lại trừ 10 với 10 này. Đó, xong như vậy là nó phải là D rồi đúng không? Cộng lại thì nó tổng quán nó còn là bằng trừ 7 thôi. Có mỗi thằng này thôi. D đúng rồi. Đúng rồi, xem lại video hôm trước đấy. Video hôm trước là thầy chưa ẩn đâu, thầy vẫn đang để lại cho các bạn xem đấy. Cực hay luôn, đây là kỹ năng siêu đỉnh luôn. Ở đây chắc các bạn, nhiều bạn được học các thầy cô khác dạy rồi đúng không? Dạy cái loại bài này rồi. Chắc nhiều bạn sẽ được học rồi, thì các bạn sẽ so sánh này, các bạn sẽ thấy. Hoặc lát nữa các bạn cần, thầy sẽ cho các bạn cái lời giải chi tiết của cái file này. Cho các bạn cái lời giải chi tiết của cái file này. Nhưng tất nhiên nó ở cái dạng là tự luận thông thường, là các bạn sẽ so sánh được ngay. So sánh được ngay. Đây, các bạn thích thì đây thầy cho luôn cái lời giải để các bạn so sánh. Đây thì in luôn cho các bạn nhìn. Không, các bạn lại bảo thầy nói điêu, bốc phép. Fan cứng hả? Riêng fan cứng mà đăng ký lớp VIP hả? Giảm tiếp cho 100k. Tặng luôn 100k. Em cứ bảo với các chị admin là thầy Huy bảo thế nha. Cái này là tiền thầy bỏ ra đấy. Thực ra các bạn biết là thầy làm ở đây là đi làm thuê thôi, lương 3-4 triệu một tháng, lương 3-4 triệu một tháng, những cái khác là thầy không có liên quan. Đây thầy cho các bạn tham khảo cái lời giải chi tiết của cái này luôn nhé, cho các bạn tham khảo một bài. Rồi thì xong rồi thầy cho mình sẽ chuyển đến câu số 12 đúng không? Câu 12 nhìn nó rất là trầm cảm. Ô, in lâu nhỉ? Sao lên được fan cứng thầy? Nên là fan cứng dễ thôi, em đưa thầy 200.000, thầy kích em lên fan cứng luôn. Ghê không? Thấy fan cứng là đi tán gái là auto qua gấu luôn, chứ bảo là fan cứng đây, các bạn có thể nhìn luôn cái lời giải đây. Đây là lời giải. Bắt đầu này, thang 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 trường hợp 1 này. Trường hợp 2 này. Chia này. 1 2 3 4 này lại 1 2 3 4 5 6 7 này. Nó sẽ là như này. Đây. Đọc chắc các bạn đã hiểu cái gì luôn ạ. Ha. À. Thấy không, bảo đây bảo thầy bốc phét, bởi loại này là dễ thôi, loại này là mức độ 4 đấy các em ạ. Mức độ 4 đề thi tức là nó là loại gì? 90 điểm đấy. Các bạn thấy không? Đây là trình bày đang ở dạng rất là tối giản các bạn nhé. Tối giản đấy. Trình bày tối giản tức là trình bày cái cách mà nó ngắn gọn nhất rồi đấy của cách làm thông thường. Đó, mà các bạn so với của ta đây. So với của ta, đây là của ta đây, của ta đây. Hết luôn. Còn dòng này, ba dòng hết. Còn cái này đây. Đó, không ạ. Không được bảo thầy nói điêu, bảo là loại này nó dễ thôi, không dễ đâu các em ạ. Loại này khóc nhất lên nhất xuống đấy. Chơi luôn các bạn câu 12 nhá. Câu 12 khó này, câu 12 này câu khó thật luôn đấy. Sao mạng nhà em lại lác lác rồi thầy ơi. Này đạo đức. Đấy không, các bạn lại bảo là ứng loại này tầm thường thôi, giải tầm thường, không tầm thường đâu các bạn ạ, đoạn này khó lắm luôn đấy. Thực sự luôn đấy.
đúng không? Nếu cứ bảo là bài này là chỉ áp dụng công thức là ra, có mà ra cổng trường gặp nhau luôn đấy, đúng không? Có mà ra cổng trường. Câu 12 giải cho các bạn thì các bạn cảm thấy cuộc sống nó vẫn còn nhiều điều dối trá này. Rồi các bạn xét cái thằng này đi, thằng F đi. Trần Quân bảo là nó đưa thầy can dầu ăn, thầy có cho nó lên phan cứng không thầy? Ui, sao lại nghĩ thầy là con người như thế nhỉ? Đúng không ạ? Nghĩ như thế là đúng rồi đấy, đưa can dầu ăn cho lên phan cứng luôn. À lại comment được rồi. Ui, nói dầu ăn phát nó comment được luôn các em ạ. Người ta gọi là quân dầu ăn mà. Ơ, Đức bổ đôi đâu nhỉ? Đức đầu trọc tóc rẽ đôi đâu nhỉ? Ngọc Đức đâu à? Không thấy à? Ở đây là trên đoạn gì ạ? Là 2 đến M trừ 1 đúng không? Rồi như vậy các bạn có thằng F phẩy của ta sẽ bằng là gì ạ? 2X này trừ đi cái gì ạ? M cộng 1 như này. Đó. Ok chưa? Ôi thầy khổ quá trời. Rồi, như vậy các bạn có luôn thằng này bằng 0 ấy, thì tương đương là x của ta là bằng cái gì ạ? M cộng 1 trên 2. M cộng 1 trên 2. Đó, M cộng 1 trên 2. Ok. Rồi, giờ các bạn thay vào. Thay 2 vào đây, thay M trừ 1 vào đây. Và các bạn thay cái gì ạ? M cộng 1 trên 2 vào đây. Các bạn có luôn F tại 2 sẽ bằng. Thay vào đây thôi các em. Thay vào đây. Các em cứ thay vào đây. F tại 2 thì nó sẽ bằng là 4 này. Trừ đi 2 này. Nhân với M cộng với 1 này. Cộng với M. Câu này khó lắm các bạn nha. Thầy đăng một cái tút tổng hợp các link video của thầy đi. Em vào lớp VIP là có luôn em. Mưa to rồi thầy ơi. Rồi nhưng mà rút gọn luôn. Các bạn rút gọn luôn, thằng này sẽ là 4 trừ đi 2 là còn 2. Này trừ này như vậy là còn trừ m. Và lớp ít có hết, đúng rồi, chính xác. F tiếp theo là F tại m trừ 1. M trừ 1 có nghĩa là chỗ nào có x các bạn thay bằng m trừ 1 thôi. Nó sẽ là m trừ 1 bình này. Trừ đi chỗ này sẽ biến thành là cái gì ạ? M cộng 1 này nhân với m trừ đi 1 này cộng với m. Rút gọn đi thì m bình với m bình là mất này các em này. Đang có ưu đãi khủng đây. Đúng không ạ? Đang có đại khủng này, tiếc gì nhà giàu, tiếc gì con lợn con. Trừ 2M với thằng này như vậy là còn là trừ M này. 1 với 1A như vậy là cũng là 2 luôn. 2 trừ đi M. Tiếp theo là F của cái gì nhỉ? M cộng 1 trên 2. Là các bạn thay vào đây thôi. Nó sẽ là bằng M cộng 1 tất cả bình này. Trên 4 này. Trừ đi chỗ này sẽ là bằng M cộng 1 tất cả bình này. Trên 2 này. Cộng với M. Được chưa? Đó. Rút gọn đi. Đấy. Không muốn vào lớp VIP mà lại cứ đòi cái gì cũng đòi. Khôn như em ấy. Khôn như em thì. Của ngon mà free hả? Của ngon mà free có em. Ở trên bẫy chuột là có. Ở trên bẫy chuột là có. À ok. Được không ạ? Rồi các bạn rút gọn thằng này đi. Rút gọn thằng này sẽ bằng là cái gì? M này. Trừ đi M cộng 1 tất cả bình chia cho 4 đúng không ạ? Như vậy 4M trừ đi thằng này. À. Hằng đẳng thức luôn. Hằng đẳng thức luôn các bạn. Hằng đẳng thức luôn sẽ bằng là trừ này. M trừ 1 bình trên 4. Wow, chu choa. Trừ M trừ 1 bình trên 4. Đúng ạ. Như vậy là có 3 cái đầu mút này. Chỗ 2 là 1, chỗ này là 2, chỗ này là 3. Thì nó trùng nhau hết rồi. Như vậy từ đó các bạn suy được luôn là min của thằng cu này. Min của thằng cu tuyệt đối này. Nó sẽ bằng là min của cái gì ạ? Min của cái thằng cu là gì ạ? Là 2 trừ M. Tức là M trừ đi 2 á. Đúng ạ. Và thằng này. Thằng này sẽ là còn là M trừ 1 trên 4 tất cả bình. Đây. Được chưa các bạn? Ok.
Rồi, thế bây giờ vấn đề của ta, người ta đang bảo là cái thằng này nó phải nhỏ hơn 2020. Thì tới đây nó cũng dễ thôi các bạn. Thực ra nó rất là dễ đây. Thầy cho các bạn mường tượng một tí, là bởi vì ở đây ấy, nhiều bạn chưa học đến cái phần các em quên cái phần đồ thị. Các bạn vẽ thầy cái đồ thị của thằng M-2 và của cái thằng gì ạ? M-1 tức là bình trên 4. Các bạn vẽ ra. Vẽ thằng này thì dễ thôi, có cái gì đâu, đúng không ạ? À, trừ 2 và 1 thằng. Trừ 1 này. Đây, hai cái thằng đồ thị nó sẽ là như này các bạn. Đây, đồ thị đây các bạn. Còn thằng còn lại sẽ là cái gì? 2020 à? Ok. Đây các bạn có này, cái đồ thị hắn sẽ là như này các bạn này. Đồ thị hắn sẽ là như này này. Đúng không ạ? Thằng này sẽ là 1 này, tại 1 này. Một thằng này sẽ đi như này. Ok. Cái thằng thứ hai thì là tại 2 này, đây là 1 này, và đây là tại 2 này. Nó sẽ đi như này các bạn này. Ok, đúng không ạ? Và hôm qua là thầy đã dạy các bạn ở trong nhóm rồi, ở trong cái đồ thị của ta ấy, thằng nào mà nằm ở thấp hơn nữa là min, đúng không ạ? Nó hơn là min. Thế thì các bạn vẽ thầy cái đường là cái gì ạ? Đường là y bằng, người ta đang hỏi là min của hắn, à, xin lỗi, là min của trị tuyệt đối này này các em này. Người ta đang hỏi diện nhỏ hơn bằng 2020, à nhỏ hơn nó không có bằng đúng không ạ? Nhỏ hơn 2020. Thế bạn vẽ cho thầy cái đường 2020 ra đây. 2020. Đây là 2020. 2020 thì nó cắt thằng này là 1 này. Cắt thằng này là 2 này. Cái nhánh này, nhánh bên phải của ta này, nó sẽ là M trừ đi 2. Nhánh bên trái của ta sẽ là cái gì? 2 trừ đi M. Tức là các bạn sẽ được là M trừ 2 là bằng 2020. Tức là các em suy ra luôn, M là bằng là 2022. Và 2 trừ đi M sẽ bằng là 2020. Tức là M của ta sẽ bằng là gì ạ? Trừ 2018. Như vậy chỗ này sẽ là cái gì nhỉ? 20 này, 2022 này, đây sẽ là trừ 2018. Như vậy từ đó các bạn suy là min mà nhỏ hơn 2020 thì tương đương với M, nó sẽ nhỏ hơn 2022 và lớn hơn trừ 2018. Hết bài, đúng không ạ? Hết bài. Rồi, tới đây người ta lại bảo là cái gì nhỉ? Người ta chỉ lấy là cái gì? Số nguyên lớn hơn 6 nữa các bạn này, lớn hơn 6. Như vậy từ đó các bạn suy là M nó sẽ thuộc là từ 7 đến 2021. Đó, dễ không? Còn bấy nhiêu thằng này thôi. Thì các bạn tính thằng này ra, nếu các bạn quên cái công thức ấy, các bạn quên công thức của cấp số cộng, đúng không ạ? Thì các bạn có thể nhấn cái này, Shift này, Lock này, X này, từ 7 này đến 2021 này, thì nó sẽ bằng đây, đợi khoảng độ 2-3 tiếng là máy tính nó sẽ tính ra luôn. Đây, như vậy là tổng các giá trị của hắn là bằng 2043210. Ui, số đẹp chứ này, 43210. À, đây, bài này khó nha, bài này khó nha. Bài này khó. Thầy cũng chưa muốn chữa cho các bạn bây giờ đâu, bởi vì cái bài này là cái bài mức 9 cộng mức 10 rồi. Mức nó khá là trâu bò rồi. Thế nhưng mà lúc nãy các bạn nào yêu cầu nên là thôi thì chữa luôn. Đây. Tất nhiên bài này giải tay thì nó cũng rất là dã man và tàn bạo các em ạ. Tàn bạo thật. Và được cái là đọc không hiểu gì luôn. Rồi, ta sang cái con khác, thằng con khác. Rồi, câu số 15.
Đây, giờ mình làm sân khấu số 15. Tìm M để max đạt min hoặc min đạt max. Đây là cái dạng tiếp theo. Max đạt min hoặc min đạt max. Câu số 15. Tìm M để cái diện max của x bình trừ đi 4x cộng với 2m trừ đi 3 ở trên đoạn là 1,3 là đạt gì? Đạt min. Thầy ơi, làm sao để vẽ hai cái đồ thị cho chính xác? Thực ra thì các bạn không cần vẽ cái đồ thị chính xác làm cái gì, các bạn chỉ cần vẽ cái hình dáng tương đối của hắn thôi. Thì cái này chính là các bạn phải phải nhớ, bởi vì từ cái hồi lớp 10 là các em đã có cái phần đồ thị của cái hàm bậc nhất rồi, hàm bậc 2 rồi là các bạn đã có rồi. Nhưng mà nếu các bạn mà quên không sao cả, thì ít buổi nữa thầy trò mình sẽ học đến cái bài vẽ lại đồ thị hàm số, thì thầy sẽ dạy lại cho các em cái đó. Thế nên là các em cũng yên tâm nhé, bạn nào lo lắng về vấn đề vẽ thì các bạn không cần lo, đằng nào thì thầy cũng sẽ dạy lại các em. Không biết vẽ bậc 2 kiểu gì hả? Bậc 2 nó là một parabol các em nhé. Nếu các bạn không nhớ thì nguy hiểm quá trời. Này, thầy phải bổ túc cho các bạn một bữa để vẽ cái hàm bậc 2 nhà parabol nhỉ. Parabol thực ra nó rất là dễ mà, đúng không? Rất là dễ. Ví dụ cái hàm y là bằng x bình trừ đi 4x cộng với 3, thì các bạn biết là đây là một parabol, hệ số của a dương thì nó sẽ là ngoảnh lên trên như này, đúng không? Thì các bạn sẽ tìm như này này. Nhìn cái này này, đầu tiên là các bạn tìm thành cái đỉnh này. Nhá, cái đỉnh này. Đỉnh này thì nếu các bạn nào mà nhớ ở hồi lớp 10 thì nó sẽ là bằng trừ b trên 2a. Còn nếu các bạn nào không nhớ thì các bạn đạo hàm thôi. Đạo hàm thằng này sẽ được là cái gì? 2x trừ 4 các em cho nó bằng 0 thì được x nó sẽ là bằng gì? X nó bằng 2. Thì đỉnh của nó sẽ đạt được là tại 2 này các em này. Nên các bạn lập cho thầy cái bảng biến thiên. Các bạn muốn vẽ đồ thị thì các bạn nên lập bảng biến thiên cho thầy nó dễ. Đây là x này, y phẩy này, tại 2 này, y phẩy bằng 0 này các em này. Đây là y này. Xen dấu này, xen dấu của thằng này này, bên trái nó sẽ là âm dương này. Đó, tại 2 các bạn thay vào đây. Nó bằng là trừ trừ 1. Đúng không? Trừ 1. Đó, và như vậy là các bạn xác định được cái đỉnh của hắn rồi. Giờ các bạn sẽ tìm bên thầy là các điểm đặc biệt. Điểm đặc biệt ví dụ như các bạn cho x nó bằng 0 này, cho x bằng 0 này thì y nó bằng 3. Như vậy đi qua điểm A là 0,3. Các bạn cho y bằng 0, cho cái này bằng 0 này, cho này bằng 0 này thì các bạn giải được là cái gì? X bằng 1 và x bằng 3. Như vậy nó đi qua cái điểm là B là 1,0, điểm C là 3,0. Đó, rồi các bạn vẽ nó ra. Vẽ nó ra, đúng không ạ? Tại 2 này thì thằng này nó bằng âm 1 này. Đó. 1 này. Đó, đây các bạn vẽ này. Đó, thế thôi. Đúng không? Đây là điểm A này, điểm A này, điểm B này, điểm C này, đây là đỉnh y của hắn này. Đó là cái bậc 2 mà hồi lớp 10 các bạn học. Câu 15 hả? Rồi, như vậy là các bạn đã có đáp án hết rồi. Nhanh quá trời. Còn là quên cái bậc 2 thì bạn nhớ xem lại cho thầy cái vẽ hàm bậc 2 nhé, đặc biệt là có cả cái phần hàm trừ tuyệt đối á. Thì các bạn phải tích cực xem cho thầy. Các bạn đừng có để khinh thường bảo thôi để mai ngày kia, không, đừng có mai ngày kia, các em lại làm là phải làm luôn. Mai ngày kia là chết. Làm nói luôn. Ở Việt Nam ta là có cái câu chuyện là một cái thằng thứ nhất là thằng tí nữa, hoặc là thằng thứ hai là thằng lúc nào, lúc nào tao với mày đi ăn ABC. Thằng thứ ba là thằng ngày mai, là những cái thằng mà muốn gặp nhau ở ngoài cổng trường nhất luôn đấy. Những cái thằng đó là phải oánh ngay, tí nữa là không có tí nữa gì cả, là phải luôn, ngay và luôn. Giờ ok, như vậy là các bạn làm cho thầy này. Đầu tiên các bạn xét cho thầy cái thằng này, xét cái thầy là cái thằng fx này là bằng x bình này trừ đi 4x trừ đi 3. Nhớ hôm qua có ai lộn câu này
qua thầy chứ ai, người ta hỏi một đằng lại trả lời một nẻo, đúng không? X thuộc vào 1, 1, 3. Rồi, như vậy là 1, 3 thì các bạn sẽ có luôn là cái thằng fx của ta đây á, là nó chạy từ mấy tới mấy các em? Fx ạ, chạy từ mấy nhỉ? Ta vừa làm là từ mấy? Để bấm máy tính được không? Bấm được, tùy các em. 1, 3. Trừ 6 đến trừ 7 đúng không? À, trừ 7 đến trừ 6 chứ đúng không? Trừ 6, ok. Như vậy các bạn xét cho thầy hai cái thằng y là bằng trừ tuyệt đối của 2m trừ đi 7 và y bằng là trừ tuyệt đối của 2m trừ đi 6. Và để cho đơn giản các bạn ta đặt cái 2m là bằng n, đây sẽ là n trừ đi 7 và y sẽ bằng là n trừ đi 6. Đó, như vậy các bạn vẽ cái đồ thị loại 2 ra. Vẽ cái đồ thị loại 2 ra, vẽ cái thằng này ra thì hình dáng nó sẽ như này các em này. Như là đó, thằng này. Thằng này cũng thế đúng không ạ? Hai thằng này giống nhau. Rồi, thằng này là bằng 0 thì n nó bằng 6, thằng này bằng 0 n nó bằng 7. Thì các bạn lưu ý này, cái đường mắc của ta là cái đường này các em này, mắc của ta là cái đường trong này. Mắc của ta là đường trong này. Thì cái chỗ cái rốn này các bạn này, chỗ cái rốn này. Chỗ cái rốn này. Đó. Là mắc của hắn là đạt mi. Đúng không ạ? Mắc đạt mi. Như vậy là cái mắc đạt mi này thì bằng là hai thằng này này. Hai thằng này này. Cộng lại chia đôi. Hai này cộng lại chia đôi. Đúng không ạ? Hai này cộng lại chia đôi. Tức là mắc đạt mi là tại cái gì ạ? N là bằng là 13/2. Như vậy là tại N là bằng 13/2. Tức là tương đương với 2m là bằng 13/2 và m nó sẽ bằng là 13/4 đúng không ạ? Mà 4. Đây là b này, đây chính là b này các em này, đây chính là b này. Và người ta đang hỏi là mắc đạt min này bằng mấy? Tức là cái chỗ này là bằng mấy? Chỗ này bằng mấy thì thầy dạy các em cách xác định rồi, nó rất là dễ đúng không ạ? Các bạn có thể lấy luôn cái n này, các bạn thay luôn vào đây. Thay vào đây. Lấy cái n này thay vào đây. Cái n thay vào. Đúng không ạ? N thay vào. Thay vào đó là xong luôn. Này, cái n thay vào đây, ví dụ như là 13 trừ đi 6 đúng không ạ? Thì nó bằng 1/2. Như vậy là mắc đạt min của hắn thì bạn có a nó sẽ bằng, thay vào đây này. Thay cái n vào đây này thì bạn sẽ được là cái min của hắn nó chính là bằng 13/2 trừ thằng này, đúng không ạ? 13/2 trừ đi 7 thì nó sẽ bằng là 1/2. Như vậy là a bằng 1/2 và b nó bằng là 13/4 đúng không ạ? Như vậy từ đó các bạn có 2b, 2b chính là bằng 13/2 trừ đi 1/2 thì 13 trừ 1 là bằng 12, 12 chia 2 là bằng 6, d đúng không ạ? Còn này là d. Đấy, nó dễ thế này thôi các em, kiểu như thế đúng không ạ? Rồi ta sang câu số 19. À câu 18, câu 18. Câu 18 là giá trị nhỏ nhất đạt nhỏ nhất. Câu này khó nha. Mười hai phần ba trừ sáu, em thay vào nó cũng bằng nhau mà, em thay vào thằng nào nó là như nhau. Trừ tuyệt đối của cái gì? 13/2 trừ đi 7 và trừ tuyệt đối của 13/2 trừ đi 6, hai này em thay vào đều bằng 1/2 cả mà, em thay vào đâu nó là như nhau? Thay vào trừ tuyệt đối nha, thay vào cái chỗ trừ tuyệt đối nhé. Cái ông này trừ tuyệt đối mà, thay vào trừ tuyệt đối thì lấy đâu ra âm nữa, trừ tuyệt đối thì thay, trời ơi trầm cảm quá trời, trừ tuyệt đối mà thầy khổ quá, trừ tuyệt đối sao lại có âm được em,
sao các em lên được lớp 8 đấy. Ây da, thế ngày xưa da trắng lắm các em ạ, da trắng vô cùng luôn, ngày xưa lại bạch công tử mà. Đấy, từ hồi các bạn cứ hay hỏi những câu hỏi như này, bắt đầu là da nó đen lên, da nó đen đi, người ta mới gọi là huy đen. Các bạn đợi thầy tí như thầy thể dục thể thao một tí. Hôm nay học khô máu nhá. Ok chưa? Rồi, giá trị nhỏ nhất, đạt nhỏ nhất con này là nghe nó hơi căng đấy các bạn ạ. Hơi căng đấy. Nhưng mà đầu tiên là các bạn làm gì? Các bạn đặt cho thầy là cái thằng F. Đèn chiếu thế sao không trắng được? Có đèn đâu, đây có mỗi cái đèn. Các bạn không đăng ký khóa học đi để cho thầy mua cái đèn. Trừ x mũ 4 cộng với 8x bình. Các bạn kiểm tra thầy này với x này. X này nằm trên đoạn là trừ 1 đến 3. Thì Fx nó sẽ thuộc vào cái khúc nào? Minh Quân là ra B rồi, khiếp, nhanh thế. Nằm ở khúc nào? Thì nhanh như thầy nào. Nó chạy từ mấy tới mấy? Từ mấy tới mấy? Tuyền là D. Tuyền quả nick là hí hí hí. Tiến là D. Quân là D. Anh già. Mấy tiếng máy các em? Nhanh lên, chậm chạp quá. Thầy đợi, ngồi đợi các em tính cái mắc minh hóa đá luôn. Trừ 9 đến 6, à trừ 9 đến 16. Ok, trừ 9, 10, 16. Nhanh chóng các thầy. Ok rồi. Cái chỗ này là các bạn phải tính chuẩn nha. Phải tính chuẩn bên thầy đấy. Giờ như vậy các bạn xét cho thầy hai thằng. Xét thầy hai thằng. Như vậy là trừ tuyệt đối của m trừ đi 9 và trừ tuyệt đối của m cộng với 10 16. Vẽ hai thằng này ra. Cái chỗ này này, cái chỗ này là nhiều bạn không biết là m nó bằng mấy này. Chỗ này này. Chỗ này này các bạn này, chỗ này là các bạn cứ cho cái này bằng 0 là các bạn ra. Ví dụ như các bạn cho m trừ 9 bằng 0 thì được, chỗ này là bằng 9 các em này. Chỗ này bằng 0 thì bằng trừ 16 đúng không ạ? Trừ 16. Đó. Ok đây, hai thằng này. Rồi, cảm ơn các em. Chỗ này là trừ 16. Trừ 16. Đây các bạn nhìn này. Đây. Hôm qua thầy dạy các em rồi đúng không? Min là cái đường máng lợn ở dưới này. Min đây này, min đây này. Đấy, Huỳnh Khải. Khải vào lớp VIP cho em. Nào chưa? Đây. Đây là cái đường min đây các bạn này. Min. Min. Đúng không ạ? Min nó chạy như này. Thế thì các bạn nhìn thấy là min của ta đạt giá trị nhỏ nhất là ở trên cái khúc này. Đúng không ạ? Như vậy là min mà đạt min. Min của trị tuyệt đối này. Đạt min này. Là bằng 0 luôn các em ạ. Khi và chỉ khi là cái thằng m này các bạn này. Rồi nó chạy từ đây tới đây. Tức là m nó sẽ lớn hơn bằng trừ 16. Nhỏ hơn bằng 9. Như vậy là m nó sẽ thuộc vào cái tập số nguyên là từ 10, âm 16 này. Đến 9, thằng này nó có 26 giá trị. Hết bài. Cái này các bạn có thể là nhìn ở trong cái lời giải của cái file tự luận thầy gửi cho các em rồi đúng không? Cái file mà mắc min đó là thầy đã có cho các bạn rồi. Thì giải cái này bằng tự luận cũng một mặt giấy này các bạn này, nó rất là khó luôn đấy. Không biết là bạn nào đã đọc cái file đấy chưa? Đúng không ạ? Bạn nào đã đọc cái file đấy chưa? Đây ở trong cái đây. Đây. Đáp án chi tiết.
đây này, đáp án chi tiết đây. Đó, cái phần này đây, minh của hắn đây. Đó, các bạn vào đây phát là nó có luôn đây. Không, các bạn lại bảo phải nó điêu, ô chu choa. Câu này câu bao nhiêu nhỉ? Câu số 18 đúng không? Câu số 18. Đấy, ô chu choa nhìn giải chưa? Không lâu nhỉ? 18 đây, 18 đây. Con giải ngồi chia trường hợp này đã không hiểu gì rồi. Nếu đau hết cả đầu lên đúng không? Đọc là không hiểu tại sao lại nếu này nữa. Đó, không, các bạn lại không, các bạn lại bảo là loại này nó bình thường thôi, loại này không bình thường đâu, loại này chỉ gặp tay thầy thì bắt đầu nó mới bình thường nha thôi. Ủa? Đấy, học với thầy các bạn thấy là cái gì ạ? Sẽ đưa những cái câu mà phi thường như này trở về các loại là tầm thường, đưa những câu mà khó như này đúng không? Trở về loại toán là tầm thường. Như Quỳnh em đọc xong trầm cảm luôn, thân ma trầm cảm mà. Thật ra là cái phương pháp đồ thị này là như này, ở là cái năm ngoái năm kia cái nhóm của thầy, nhóm các thầy cô là của thầy là có làm cái chuyên đề về phần này, và cái lời giải tự luận mà các bạn nhìn thấy thầy vừa đưa cho các bạn ấy. Đấy, là các thầy cô ấy làm thì làm luôn, đến lúc mà thầy xem ấy, thầy thấy trời ơi nó phức tạp như này, đến mình đọc thì không muốn đọc nó, gì là các em học sinh. Như vậy là thầy phải cố ngồi, thầy nghĩ ra một cái phương pháp nào đó để cho các bạn mà làm nó nhanh nhất và đơn giản nhất. Thì đó là cái sự tích ra đời của những cái kỹ thuật như này, là song trục, kỹ thuật đồ thị, và sau này còn nhiều cái kỹ thuật khác nữa. Ở đây thầy cũng chưa muốn lộ ra rất nhiều rồi. Nó khó đúng không ạ? Đọc cái đấy là đã không muốn đọc rồi. Rồi ta sang cái câu số 19, cũng là một dạng câu khó mà khi giải bình thường tự luận thì các bạn sẽ thấy nó rất là khủng khiếp luôn. Câu số 19 là y bằng trị tuyệt đối của x mũ 4 trừ đi 2x mũ 3 cộng với x bình cộng với a, đúng không ạ? Và người ta yêu cầu là với x thuộc vào cái khúc là trừ 1 đến 2, và tìm số thực a, xin lỗi là số thực a, có số thực a để là cái min của y cộng max của y là bằng 10. Con này thì nói chung nó cũng dễ các bạn, không khó, nhưng mà con này nó lại là nâng cấp lên, vượt cho lên 2, 3, cái hệ số đây nó là không phải là 1, 1 thì bài này nó sẽ là khó thật luôn, không phải là khó đùa nữa rồi. Quỳnh là D, Lan D, Minh Quân Nguyễn Minh Quân là D, mắc là chữ V, còn min là cái mã lợn, min là cái mã lợn. Nốt câu 19 xong là chữ câu 17 hả? Câu 17 giống câu 18 em. Nó cũng thế. Nó thế cả. Giống nhau. Min đặt min mà, đúng không? Min đặt min là bằng 0. Mặn cho nó bằng 0 đó. Min đặt min này trên đoạn bằng 0. Rồi thì các bạn có luôn này, đầu tiên các bạn đặt cho thầy cái thằng F. F là cái này. X mũ 4 này trừ đi 2 x mũ 3 này cộng với x bình, đúng không ạ? Như vậy là từ đó các bạn suy ra luôn là với x mà thuộc vào cái khúc là trừ 1 đến 2 thì cái f này nó sẽ thuộc vào khúc nào các bạn? Thuộc vào khúc nào? Từ đâu tới đâu các bạn? Trừ 4 đến 4 à? Trừ 4 đến 4 đúng không? 0 đến 4. 0 đến 4. Thế chuẩn vào các em, chuẩn vào. 0 đến 4, ồ như vậy chắc 0 đến 4 rồi.
0.4. Như vậy các bạn xét cho thầy hai thằng y bằng thay 0 vào đây thì nó sẽ là trị tuyệt đối của A, và y bằng 4 vào đây thì là trị tuyệt đối của A cộng với 4. Rồi ok, 0.4. Rồi các bạn vẽ hai thằng này ra. Thằng này sẽ là như này. Đây là 0 đúng không ạ? Thằng này sẽ là -4 đúng không ạ? -4. -4. Chỗ này sẽ là mấy nhỉ? Cộng lại chia đôi, cộng lại chia đôi là bằng -2. -2. Rồi. Các bạn có này. Đây là của thằng gì ạ? Cái chỗ 0 này là của cái thằng A này các bạn này. Đúng không ạ? Thì nhánh bên đây nó sẽ là A, nhánh đây nó sẽ là -A, nhánh phải là dương nhánh trái là âm. Bên đây là -4 năng nghiệm của thằng A cộng 4 này. Đúng không ạ? Nhánh phải của hắn là A cộng 4 này. Nhánh trái của hắn là A trừ đi 4 này. Rồi, cái máng luận của ta đây, máng luận của ta đây. Rồi, bắt đầu các bạn nhìn nha. Min cộng với max là bằng 10. Min cộng với max là bằng 10, đúng không ạ? Nào. Thì đây là phương trình sao. Sao này sẽ tương đương với các trường hợp như sau, các bạn cùng nhìn nha. Cùng nhìn nha. Không lại là trầm cảm. Trường hợp đầu tiên. Trường hợp đầu tiên là m nó nhỏ hơn -4. Nhánh bên đây. Đây. Thì min là thằng này, max là thằng này. A trừ đi 4 trừ đi A bằng 10. Ở đây với A nhỏ hơn -4. À, đây là -A -4, xin lỗi các bạn, -A -4. Đó. Trường hợp thứ hai là khúc này. -4 đến -2 thì min nó bằng 0. Max nó là thằng ở trên đây. Trừ đi A là bằng 10. A lớn nó bằng -4, nhỏ nó bằng -2. À, ok, cảm ơn các em. Trường hợp thứ ba là khúc này là min là bằng 0. Max là cái thằng cu này. Cộng với A cộng với 4 là bằng 10. Với A lớn hơn -2, nhỏ hơn 0. Trường hợp thứ ba là cuối cùng là nằm ở đây. Trường hợp nằm ở đây thì min nó là bằng A. Max của hắn là A cộng 4 bằng 10. Ở đây với A nó lớn nó bằng 0. Rồi giải bốn thằng này ra. Nào, đầu tiên nào. Chỗ này sẽ là bao nhiêu? A sẽ bằng -7. Thằng này là thỏa mãn anh em này. Điều kiện là A nó lớn hơn -4, à nhỏ hơn -4 đúng không? Thằng này thì được A nó bằng -10, -10 loại luôn, không thỏa mãn cái điều kiện này. Trường hợp này thì được A nó bằng 6 cũng loại luôn, không thỏa mãn. À, ok, thầy sửa lại rồi. Trường hợp cuối cùng là cái gì? 2A đây là bằng như vậy A đây nó bằng 3, đúng không? A bằng 3. 2A bằng 6, A bằng 3. A bằng 3 thì thỏa mãn lớn hơn 0. Đó. Như vậy là A bằng -7. A bằng 3. Em tìm trường hợp 1 là A nhỏ bằng -4. Không hiểu các em làm sao mà lên được lớp 11. Các bạn phá trị tuyệt đối này. Các bạn học phá trị tuyệt đối chưa? Thầy cô giáo dặn các em như nào? Ví dụ các bạn phá tuyệt đối này. A trừ đi 2 đi. Đúng không ạ? Thì bạn phá ra sẽ bằng là A trừ đi 2. Nếu A lớn hơn bằng 0. Đúng không ạ? À, nếu A lớn bằng 2. Và sẽ bằng là trừ A cộng với 2. Nếu A nhỏ hơn bằng 2. Hoặc là sẽ bằng là A trừ đi 2 nếu A lớn hơn 2, hoặc là trừ A cộng với 2 nếu A nhỏ hơn bằng 2. Các bạn thích để dấu bằng lúc chỗ nào cũng được nha. Nhưng các bạn lưu ý này, chỗ này mà lấy dấu bằng rồi thì dưới đây không lấy nữa, được không ạ? Không lấy nữa, nhớ chưa? Không lấy nữa. Đó, tức là dấu bằng các bạn chỉ lấy một trường hợp thôi. Ví dụ như trường hợp ở trên đây lấy dấu bằng ở đây rồi thì dưới đây các bạn không lấy nữa, đúng không ạ? Hoặc là trường đây, trên đây các bạn chưa lấy dấu bằng thì dưới đây các bạn phải lấy dấu bằng. Lấy một trong hai trường hợp, các bạn thích lấy dấu bằng ở chỗ nào cũng được, thậm chí là cả cái bốn trường hợp này các bạn để dấu bằng ở bốn trường hợp này cũng được.
Ai dạy các em cái hồi ngày xưa mà không nhắc các em cái này à? Quên đúng không? Em quên đúng không? Đấy, chữ nghĩa thầy cô quăng hết đi đâu rồi? Phá chữ tuyệt đối, các bạn thích cái dấu bằng như thế nào thì được. Cả hai trường hợp các bạn để cái dấu bằng cũng được, chả vấn đề gì. Chả vấn đề gì. Đó, không vấn đề gì. Các bạn ở đây các bạn thích bốn trường hợp này, các bạn để dấu bằng cả cũng không vấn đề gì. Không sao hết. Hiểu không? Đấy, rồi. Nâng cấp bài toán này khó lên một tí nữa đi. Mệt chưa? Các bạn đã mệt chưa? Đấy, nhiều bạn đã mệt, đã đầu hàng, đã ao ra rồi này, đã ao ra rồi đúng không? Nhiều bạn đã rất mệt rồi. Nhiều bạn đã ao ra rồi. Mệt không? Anh ra. Mệt chưa? Mệt chưa? Mệt thì nghỉ, không mệt thì học tiếp. Xong rồi sang đồ thị loại 4. Bài này là khó đấy, học với thầy thì các bạn phải xác định là những bài này là bài khó rồi, nhưng thầy đang cố gắng đưa cho các bạn cách làm đơn giản nhất của bài khó. Ao chưa? Ao chưa? Các bạn ao chưa để thầy dạy loại 4 nào? Loại 4 đây là cái loại kinh điển đúng không các bạn ạ? Kinh điển. Thế mà mệt không? Mệt chưa? Các bạn comment cho thầy nào, comment mệt chưa? Loại 4 xong là thầy cần giới thiệu loại 5 nữa cơ. Nhanh lên để các bạn ao đi rồi bắt đầu ta sẽ là học. Các bạn vô địch nó ao đi. Ao đi xong rồi lát live stream xong xóa video đi. Xóa video là bọn hắn không xem được các em ạ. Này nó giống như kiểu Hà Louis đấy, nay vào xem khác gì là X xem bản đồ Hà Nội đâu, có hiểu gì đâu, đúng không? Đó. Mình chơi cái chiêu đấy các em ạ, là đợi các bạn nghỉ hết là bắt đầu giống như học off với thầy, các bạn biết này, ở đây các bạn học off với thầy. Đây có mấy bạn học off với thầy. Thì các bạn biết là cứ trời mưa bão là thầy sẽ dạy bài mới và dạy toàn phần hay thôi. Toàn thế các em ạ. Thì các bạn xem video là đúng rồi, bạn nào mà ao rồi thì comment cho thầy biết xem nào. Ai vắng giơ tay để xem nào. Khô máu hả? Khô máu nha. Có làm làm con 24 nó đi nha, làm thử con 24 nào. 24 nha. Ok 24. Nó phải thế. Thì con 24 này, con 24 này khó này các em này. Hàm số f x của ta là bằng cái gì? X cộng với m chia cho x cộng với 2. Ở đây là x thuộc vào khúc là gì? 0, 0, 1. Thì các bạn biết rồi, đây là cái hàm là bậc nhất trên bậc nhất đúng không ạ? Hàm bậc nhất trên bậc nhất thì các bạn có này, cái bảng bên kia nó sẽ như này các em này. Đây là trừ 2 này, trừ 2 này, trừ 2 này, đó. Thì hoặc là nó sẽ là luôn đồng biến như này, đúng không ạ? Cái này tôi không phải giới thiệu nữa. Hoặc là nó luôn nghịch biến như này, đúng không? Nó mỗi hai trường hợp này đúng không? Đúng rồi, bạn nào ao rồi thì comment cho thầy biết với. Ở đây thầy biết có nhiều bạn xem chùa không comment đấy, thậm chí là hơn 50 người yêu cũ của thầy cũng đang xem cái này đấy, nhưng cũng không dám comment vì sợ lộ. Nhiều đây là nhiều người vào comment nghe cái giọng của thầy thôi nhưng không dám comment sợ lộ. Anh đã biết bao ngày bên Lan là anh có bấy nhiêu ngày yêu nhung nhìn em Mai, tuy nghe đây nhưng rất xa xôi vì tim anh đã chót trao hoa rồi. Rồi đấy, thôi xin lỗi Lan Huệ Hoa Cúc các kiểu nhé, anh dạy học đây. Vợ thầy cầm katana phía sau kìa. Không, phòng thầy là phòng cách âm. Cái phòng nhà thầy thì nó ghẻ thôi các bạn. Cái phòng này là trị giá đâu có khoảng 10 triệu thôi. Xây cái phòng này là 10 triệu. Đó. Nhưng mà riêng cái bộ cách âm của thầy đã 60 triệu rồi. Cả cái phòng này, thậm chí là cả cái miếng đất này luôn ấy, là chỉ có 10 triệu thôi. Xây lên là 10 triệu. Đấy, tính cả tiền điện, bóng điện, các thứ nữa là nó rơi vào tầm phải 10 triệu, 200 nghìn.
Thế còn mà cái cách âm ấy, bộ cách âm xung quanh này các bạn này, đây này ngoài kia khu phố đang bắn súng nhau đồ của người cả, nhà hàng xóm đánh ghen này các kiểu luôn này đấy, rồi về các dân chơi đua xe các kiểu đang bốc đầu bốc đít ngoài kia ầm ầm, có nghe gì đâu các em. Mà cách âm mà thầy đầu tư là 60 triệu đó, với lại mỗi lần mà thầy để cái camera ngay ngoài cửa kìa, nhìn thấy vợ đi xa khoảng 80 mét bắt đầu thầy bị bốc phét. Ok chưa? Rồi, cho nên yên tâm nhé. Như vậy là các bạn thấy luôn là cái khúc 01 của ta này, khúc 01 nó nằm ở đây. Đúng không ạ? Như vậy là mắc min nó sẽ nằm ở hai cái đầu mút này, bất kỳ trường hợp nào. Đúng không ạ? Nó nằm ở hai đầu mút. Cách âm 14 tỷ thì lại lên tầm hoài lươn rồi. Thần lũ rồi, hoài lươn rồi, đúng không ạ? Như vậy từ đó các bạn suy luôn là cái mắc min của hắn là nó xảy ra tại cái chỗ đầu mút này. Thay 01 vào đây thôi. Xét 0 vào đây nào, nó sẽ là M trên trên 2. Ui nhà gì mà hơn 80 mét. À đấy là ra ngoài ngõ rồi, nhà ngõ chứ cái nhà thầy thì nó bé mà. Vợ thầy xem like kìa. Không, cái bếp này là thầy chặn vợ thầy rồi. Chỉ để lại là các người yêu cũ là fan cứng thì thầy để đây thôi. Đó, để fan cứng thế nào. Thay 1 vào đây các em. Như vậy nó sẽ là M cộng 1 chia cho 3 như này. Ok chưa? Con này là châu bò đấy các em ạ. Châu bò thật đấy nhá. Các bạn lát đọc cho thầy cái lời giải của con này. Ủa chết cha, em à? Ừ, em điều trị. Không không, đang dạy học, không nói gì đâu. Đi đâu vào đây sớm thế? Tự nhiên vào đột ngột giật mình thế. Lần sau như báo trước nhé. Tí suy tìm chết. À, học bài đi các em, học bài nha. Đây vợ thầy vào chơi. Chơi ha, không không dám đi. À, học bài các em, học bài nhá. Thôi bây giờ mới là bài khó này. Thì các bạn xem cái đồ thị của hắn, cái thằng nhà M này. Đây. Đây là 0. Đúng không ạ? Cái này bằng 0 thì tại M nó bằng 0 mà. Đúng không? Này bằng 0. Thì cái nhánh bên phải của hắn là M trên 2. Đấy, đây là trừ M trên 2. Ok chưa? Rồi, tiếp theo là cái thằng đây như thế. Thôi đi đâu thì đi, ra ngoài đi, ra đây làm gì? Đấy, thầy đuổi phát là đi luôn, đừng có nói chuyện cãi thầy làm gì nha. Đang làm bật điều hòa cho nó mát nhé. Em đang dạy học chị ạ. Bye bye. Nốt you again. Quá phát ra ngoài luôn nghe. Đừng có bật với thầy làm gì. Chết ngay. À. Ok chưa? Đánh phải của thằng này là cái gì ạ? M cộng 1 trên 3 trừ M trừ 1 trên 3. Rồi nhá. Chỗ này là làm sao đây ạ? Chỗ này làm sao? Chỗ này là cái điểm này là điểm nào? Thằng con trời đánh với thầy học hết tích phân chưa? Nó đang sang cơ học lượng tử rồi em. Cơ học lượng tử rồi. Thôi giải luôn nha, giải luôn. Chỗ này là trừ 1 nữa, không thôi, là tính sau. Nào như vậy thằng này các bạn có là 2 mắc này. 2 mắc của tuyệt đối này. Cộng với 3 min này, của tuyệt đối này là bằng 6 này. Rồi ok, như vậy nó sẽ có 4 trường hợp như này. Đúng không ạ? Nhanh luôn. Nào, trường hợp đầu tiên nào. Trường hợp đầu tiên đây, khúc này, 4 khúc nó chia là 4 khúc đây. Con thầy đang học cách cầm ngược sách mà đọc. Đúng rồi, học sách phải thế, phải đọc xuôi xong đọc ngược, xong đọc từ giữa ra, xong đọc hai bên vào, đọc kiểu như thế. Nào, trường hợp đầu tiên này là nằm ở đây. Nằm đây thì mắc là thằng này các bạn này. Đúng không ạ? Như vậy nó sẽ là được là trừ 2 mắc mà nhân với thằng này. Thì
2 nhân mấy thằng 2 nó mất này các bạn này. Như vậy là còn lại trừ m này, đúng không ạ? 3 với 3 nó mất này. Như vậy là trừ cái gì ạ? Trừ m trừ 1 là bằng bằng 6. Đó. Nhân vào thì cái chỗ 2 đây là nó triệt tiêu này, 3 này nó triệt tiêu này, đúng không? Mất luôn. Trường hợp thứ hai là ở khúc này. Khúc này thì max nó là thằng ở trên, đúng không ạ? Thì còn lại là trừ m. Min thì là 0 rồi. Bằng bằng 6. Ô trường này hợp này loại luôn, được m bằng trừ 6 loại luôn. Tiếp theo cái trường hợp này. Trường hợp này thì max nó là cái thằng cu này, đúng không ạ? Max là thằng cu này. Mà lại 3 2 đúng không? 2 nhân với m cộng với 1 trên trên 3 là bằng bằng 6, đúng không ạ? Min nó bằng 0 rồi, nhưng chỗ này là min nằm 0 rồi. Trường hợp cuối cùng là cái nhánh này. Max là thằng trên. Như vậy là 2 nhân với m cộng với 1 trên trên 3, min là thằng dưới. Cộng với 3 nhân với m trên 2 là bằng bằng 6, giải ra nào. Trường hợp đầu tiên thì chuyển vế sang, đúng không ạ? Chuyển vế sang. Ai da, đau quá trời. Ai da, sai sai. Ok. Máy nhà, chỗ này là máy đây. M này là bằng 7 này. Trừ 7 phần 2 à? Trừ 7 phần 2. Các bạn kiểm tra xem thành nhân chia có đúng không? Nhà này nhân hay loạn lắm. Hay sai lắm các bạn. Được chưa? Rồi, trừ 7 phần 2. Trừ 7 phần 2 thì nó thỏa mãn luôn. Trường hợp này thì m bằng trừ 6 loại luôn, không tính tiền. Trường hợp này thì được là cái gì? 9 là m bằng 8, m bằng 8 thì cũng loại luôn, trường hợp này cũng loại luôn này các bạn này. Đây, m bằng 8 thì không nằm đây được đúng không? Loại luôn. Trường hợp này thì được m bằng mấy nhỉ? Trường hợp này số nó xấu đấy nhỉ? Khiếp. Chip xôn nó nhanh anh em ạ. Em là đưa máy hả? Máy lởm. Ba mươi hai phần mười ba đúng không? Hai khoảng hai phẩy sáu mấy đúng không? Rồi 32 phần 10 13 chính xác. Chính xác luôn, 2,46 mấy đúng không? Như vậy được, trường hợp này thì thỏa mãn là lớn hơn không? Thỏa mãn, nhưng mà được hai thằng, như vậy là bài này nó sẽ có hai giá trị, đúng rồi. Bài này giải tay dã man lắm các bạn nhé, các bạn xem lời giải đi, bài này hơn mặt giấy luôn, giải tay kinh khủng luôn, à quên, ghê khủng, quên mất. Học lớp thầy thì ta không nói từ kinh. Không nói kinh khủng các bạn nhé, chuyển hết sang ghê khủng. Không nói từ kinh. Cái này thầy giải thích cho các bạn rồi. Chuyện nốt bài 25 hả? 25 thì nó cũng thế, cách làm y hệt luôn, không khác gì. Max này, min này cũng thế. Đây này 25 này. Cái thằng này là 0,2 này, nó không chứa cái thằng trừ 2 rồi đúng không? Như vậy là max min của hắn đạt được là tại đầu mút rồi. Thay 0 vào đây, các bạn xét 0 vào đây, thay 0 vào đây. Được là trừ tuyệt đối của m trên trên 2. Đúng không ạ? Đó, thay vào. Đúng không? Thay 2 vào đây, thay 2 vào đây. 2 vào đây. Thì nó sẽ là 4 trừ m trên 4, đúng không ạ? Tức là bằng trừ tuyệt đối của m trừ đi 4 trên trên 4. Giống không? Min đặt max thì lại dễ quá. Min đặt max thì lại dễ quá. Giống con kia chưa? Y hệt chưa? Đây là 4 này, thì chỗ này sẽ là m trừ 4 trên trên 4 này. Đây sẽ là 4 trừ m trên trên 4 này. Đấy, thằng này sẽ là gì đấy ạ? 0 này, chỗ này sẽ là m trên 2 này. Trừ m trên trên 2 này.
Đó, giống hệt chưa? Nha. Ok. Không khác gì. Đó, thì bây giờ người ta hỏi là max 2 min lớn bằng 4 thì giống hệt, làm giống hệt. Ok rồi nha, tự làm nha. Ok chưa? Các bạn ok rồi, các bạn comment cho thầy quả ok nào. Cái dạng này là ok chưa? Các bạn nào dạng này hiểu rồi thì các bạn ok cho thầy phát để chuyển sang đồ thị loại 4, đồ thị loại 5 này. À, loại 4, loại 5 này. Này khô máu luôn. Người đang nói xấu vợ, vợ vào. Tí tụt thì đáp chết kia em ạ. Khiếp. Ok rồi, ok rồi. Ui, Phương Dung quả avatar cute đáng yêu thế nhỉ. Duy Khánh ok rồi. Ok. Tốt, tốt, tốt. Phúc Cleopat vẫn chưa thấy đổi nha. Vẫn chưa thấy đổi tên nick à. Thế bây giờ ta sang một loại cảnh giới cao hơn này, khủng khiếp hơn này, tởm lợm hơn này. 29, 29 đọc đề không hiểu gì à. Thôi làm câu 30 trước các bạn, 30 trước đi. Thầy sợ vợ nên tụt huyết áp đấy. Em đùa, thầy làm sao mà sợ. Nhìn khiếp không? Đây là loại 4 à thầy? Có chết đâu. Câu 24. 24 đâu? Xét từ 0 đến 2 lớn hơn 2 nữa thầy. 24 đâu rồi? Xét làm gì nữa em? Khúc này, khúc này, khúc này, khúc này không phải xét gì nữa. Hết rồi. Không phải xét gì nữa. Hết rồi. Còn gì có con 0 đến 2 với 2 đến nữa là em. Đồ thị cắt. Cắt tại M bằng 2 nữa thầy. Hả? Tiếp tiếp tiếp. 20, 30 đi, 30. Tất nhiên con này thì nó có rất nhiều để cách để các bạn làm các em ạ, rất nhiều cách để các bạn làm. Nha. Nhiều cách. Đúng không ạ? Nhiều cách. Thế nhưng mà cách nào mà nó mới hợp lý, đúng không ạ? Cách nào nó mới hợp lý. Câu 30 này các bạn này. Yêu cầu là tìm min của thằng gì ạ? Trị tuyệt đối của x bình trừ 5x cộng với 4 cộng với mx đó lớn hơn 1. Kinh khủng không? Đọc đề không hiểu gì luôn các em ạ. Đọc đề không hiểu gì luôn. Min của hắn lúc nào nó cũng lớn hơn 1. Dạ, loại này các bạn thấy trầm cảm không? Này khó đấy, cái này. Đây, đòi hỏi mình phải có lòng dũng cảm, tinh thần yêu nước, đấy. Thật thà trung thực. Ý chí sắt đá. Và da phải đen nữa thì mới làm được loại này. Thế bạn nhìn này. Cái thằng min của thằng này lúc nào nó cũng lớn hơn 1, hay nói cách đơn giản hơn là cá họ của thằng này lúc nào nó cũng lớn hơn 1, đúng không? Đúng như ta bảo rằng là lớp ta chẳng hạn, người thấp nhất lớp ta là cao hơn 1 mét đó, người thấp nhất lớp ta, người thấp nhất lớp ta, những Phương Anh đi, Phương Anh đi, người thấp nhất lớp ta
là cao hơn 1 mét. Điều này tương đương với là cả lớp lúc nào cũng lớn hơn 1 mét. Đúng không ạ? Người nghèo nhất ở cái huyện này là sẽ có hơn 20 triệu. Người nghèo nhất của cái huyện Thanh Trì này lúc nào cũng hơn 20 triệu. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cả huyện này nhà nào cũng hơn 20 triệu luôn. Hiểu thế nó dễ, đúng không ạ? Như vậy là min của thằng này mà lớn hơn 1 thì tương đương với cái thằng này các bạn này. X bình trừ đi 5x cộng với 4 này cộng với mx này lúc nào nó cũng lớn hơn 1 với mọi x thuộc vào R. Câu này cấp mấy thế thầy? Câu này là cấp 4 rồi. Cấp độ 4 rồi. Đúng nhỉ? Tức là tương đương với trị tuyệt đối của x bình trừ đi 5x cộng với 4 lúc nào nó cũng lớn hơn là cái gì ạ? Trừ mx cộng với 1. Bây giờ thầy xét cái đồ thị hàm số là trị tuyệt đối x bình trừ đi 5x cộng với 4. Vẽ thằng này ra. Đúng không ạ? Vẽ thằng này ra. Cái này vẽ tốt, con này vẽ quá dễ. Đúng không? Vẽ con này. Thì các bạn thấy, ô con này chơi bề xấu thế nhỉ? Xấu khiếp đi. Thì này cắt ra thằng này là tại 1 và 4 này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, đúng không ạ? Và đỉnh đoán là 5 phần 2, 5 phần 2 tức là 2,5 ở giữa đây. Khiếp số nó xấu thế nhỉ? Quên xin lỗi ghen cho cái đề nó xấu hoắc đi. Biết thế lấy câu trên để đang dễ lòi ra, tự nhiên lấy câu này. Ai... trừ 9 phần 4 các em ạ, trừ 9 phần 4. Trừ 9 phần 4 tức là khoảng 2,25 nha. Quên. Đây. Ok. Và x bằng 0, y nó bằng 4. 1, 2, 3, 4. Đồ thị đi như này các bạn này. Bởi vì nó là trị tuyệt đối mà, thì các bạn đã đi như này. Đúng không ạ? Và lát nữa các bạn lấy trị tuyệt đối là các bạn phải lấy đối xứng lên, đúng không ạ? Lấy đối xứng lên. Lấy đối xứng lên. Cho các bạn trải nghiệm một lần thôi. Đây là cái đồ thị của hắn. Đồ thị của hắn. Được chưa? Và sau đó các bạn xét cho thầy cái đường thẳng họ nhờ đường thẳng DM là y bằng trừ mx cộng với 1. Cái đường thẳng này thì luôn đi qua cái điểm có tọa độ là 0,1, tức là luôn đi qua cái điểm này. Luôn đi qua cái điểm này các bạn này. Đó. Thế thì các bạn nhìn thấy này, cái bất phương trình này sao này á. Bởi vì là cái đường thẳng này, cái thằng này này lúc nào nó cũng nhỏ hơn cái trị tuyệt đối này. Tức là tương đương với cái đường thẳng DM ấy, lúc nào nó cũng nằm dưới cái đồ thị của thằng C. Lúc nó phải nằm dưới các em ạ. Lúc nào nó cũng phải nằm dưới, không được vọt lên trên. Lấy cái thước này này. Không được vọt lên trên. Đây, lúc nào nó cũng phải nằm dưới các bạn này. Lúc nào nó cũng phải nằm dưới cái họ cái đường thẳng này các bạn này. Đó, lúc nào nó cũng phải nằm dưới, không được là bằng hoặc là lên trên. Như vậy là tối đa là nó phải nằm ở đây các bạn này. Tối đa là chỗ này là chạm 1 mét này, đúng không ạ? Và cái chỗ này tiếp tuyến này các bạn này. Này, đây là cái đường này được gọi là đường D1, đây là đường D2. Này, nó phải nằm dưới cái đường này, không được vượt quá cái đường này. Này các bạn tưởng tượng này, cái đồ thị thằng kia này như này các bạn này. Đó, thì cái đồ thị của ta này, thì cái đường tiếp tuyến thứ nhất là cái đường này này, đường 1 này, đúng không ạ? Xong là cái đường ở trên đây này, và đường số 2 này. Đó, hai cái đường này. Thì các bạn thấy là cái đồ thị của ta, cái họ nhà DM nó phải chạy giữa đây, nó chạy trong đây thôi các bạn này. Nó là đường thẳng nằm trong đây thế này. Chỉ cần chạy từ đây thế này các bạn này. Chạy từ đây tới đây. Đúng không ạ? Chạy từ đây tới đây.
Được chưa? Đúng không ạ? Nằm dưới nha. Nằm dưới hẳn. Tức là chạy bên trong thôi, không được chạm vào đây, không được chạm vào đây. Như vậy giờ ta sẽ viết cho thầy cái phương trình tiếp tuyến của cái thằng y bằng là trừ tuyệt đối của x bình trừ đi 5x cộng với 4, biết tiếp tuyến đi qua cái điểm A tọa độ là 0 0 1. Song song sao được em, làm sao mà song song được? Cái thằng này này, thằng này này lúc nào nó cũng luôn đi qua cái điểm A tọa độ 0 1 này, được điểm cố định của cái họ này rồi, luôn đi qua cái điểm này, nó cứ xoay ngang xoay dọc, xoay ngang xoay dọc, nó cứ cầm này này, nó cứ xoay này, xoay 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 này, nhưng mà lúc nào nó cũng xung quanh cái điểm 1 này, 0 1 này, được không ạ? Tiếp tuyến cái thằng này thì dễ rồi, các bạn biết không? Biết phương trình không? Biết phương trình tiếp tuyến không? Đi qua điểm không? Tiếp tuyến nha, tiếp tuyến của thằng này nào, đi qua điểm A 01 nào, tiếp tuyến là dễ thôi, các bạn cứ đặt cho thầy cái đường thẳng tiếp tuyến của ta, y nó chính là bằng cái gì, k này nhân với x này cộng với 1 này, đúng không ạ? Đây là phương trình của tiếp tuyến, thì bạn suy là cái phương trình x bình trừ 5x cộng với 4 nó phải bằng là kx cộng với 1, tức là tương đương x bình chuyển vế sang trừ đi k cộng với 5 này thừa số cho x này cộng với 3 nó bằng 0 này, thì các bạn có delta phẩy của anh sẽ là bằng k cộng với 5 tất cả bình này trừ đi 12 nó phải bằng 0 này, đó 12 nó phải bằng 0, tức là k của ta đây á, k của ta này các bạn này, k cộng 5 của ta này hoặc là bằng 2 căn 3 đó, và k cộng 5 là bằng trừ 2 căn 3 như này, cái k này các em, đúng không ạ? Như vậy thằng này sẽ bằng này, k của ta sẽ bằng là 2 căn 3 trừ đi 5, hoặc k là bằng trừ 5 trừ đi 2 căn 3. Thế thì các bạn thấy là cái tiếp tuyến của ta là cái phương như này, phương như này, phương đang cắm xuống dưới như này, cắm xuống dưới thì k phải âm, như vậy là cái thằng này nó thỏa mãn, đúng không ạ? Như vậy là phương trình tiếp tuyến của ta sẽ bằng là cái gì, là trừ 5 cộng với 2 căn 3 x cộng với 1, đây là thằng tiếp tuyến. Rồi, tiếp tuyến y chính là bằng cái gì ạ? Trừ 5 cộng với 2 căn 3 x cộng với 1. Và cái thứ hai, cái đường thẳng thứ hai là cái đường thẳng đi qua điểm này và đi qua điểm này. Đi qua điểm này và đi qua điểm này. Điểm này là cái điểm là 0 1. Điểm này là cái điểm 1 0. Đó, 0 1 1 0. Cái đường thẳng thứ hai là cái đường thẳng D đi qua hai điểm A là 01 và B là 10, được không ạ? 0110. Nên là cái đường thẳng này các bạn mà không quen thì các bạn đặt nó là bằng cái gì? AX cộng với B thì bạn được cái hệ là cái gì? X bằng 0 này, Y bằng 1 thì bạn thay vào được là B nó bằng 1. Xong là X bằng 1, B bằng Y bằng 0 nên là bạn được là A cộng B nó sẽ bằng 0. Như vậy các bạn được là B nó bằng 1 và A nó sẽ bằng âm 1. Và cái đường thẳng thứ hai là cái đường thẳng thứ hai là cái đường mép này các bạn này, là sẽ bằng là trừ x cộng với 1. Rồi. Như vậy là các bạn có luôn là cái đường thẳng DM nằm dưới C với mọi x thì tương đương với cái hệ số góc của hắn này các bạn này. Hệ số góc này là trừ m này, là nó phải nằm giữa hai cái hệ số góc này, tức là trừ m này là nó phải lớn hơn trừ của 5 cộng với 2 căn 3 và nó phải nhỏ hơn trừ 1, nó phải nằm giữa hai cái hệ số góc này, nó bị kẹp giữa hai cái thằng đường thẳng này mà, đúng không ạ? Cái đường thẳng này là y chính là bằng trừ x cộng 1 này, còn cái đường thẳng này là y là bằng trừ 5 cộng với 2 căn 3 ấy, x cộng với 1, nó bị kẹp giữa hai thằng này thì cái hệ số góc của hắn cũng phải là nằm giữa hai cái hệ số góc này. Rồi bây giờ các bạn chia cho là cái gì ạ? Trừ 1 đi thì này sẽ lớn hơn 1, nhỏ hơn 5 cộng với 2 căn 3, 5 cộng với 2
thì nó bằng là xấp xỉ 8,46, đúng không ạ? Mà người ta đang hỏi là cái gì? Giá trị nguyên các em ạ, giá trị nguyên. Như vậy là ở đây nó sẽ chạy từ gì ạ? 2 3 đến 8. 2 3 đến 8, như vậy là sẽ có 7 giá trị. Đây là kỹ thuật đồ thị số 4. Bài này rất khó các em ạ. Rất khó, các bạn trình bày lại cho thầy. Bài này thực sự khó. Nó đi qua một không cắt sao được em? Sao cắt được? Được chưa? Ảo quá thế. Ừ, cái này ảo mà. Khó không? K nhỏ hơn 0 hả? Không, các em không hiểu rồi. Là các em nhìn này, cái chỗ mà tiếp tuyến đây này, tiếp tuyến của thằng này nhá, đi qua điểm 10 này, đi qua điểm 10 này thì nó sẽ có hai tiếp tuyến, đúng không ạ? Một tiếp tuyến phía này này, phía này này, đúng không ạ? Và một tiếp tuyến như này này, một cái tiếp tuyến này là ta loại này các em này, tiếp tuyến này là loại này, đây cũng một tiếp tuyến này là loại này, đúng không ạ? Đây là một tiếp tuyến này, nó có hai đường tiếp tuyến như thế, đúng không ạ? Hai đường tiếp tuyến như thế, đây này, đây điểm 10 đây thì nó có một tiếp tuyến ở phía này. Tiếp tuyến này thì các bạn có là cái hướng nhánh bên phải đang cắm xuống, đúng không ạ? Các bạn biết rồi, tất cả các đường thẳng y bằng ax cộng với b mà nhánh phải nó hướng lên trên thì a nó sẽ dương, đúng không? Nhánh phải mà nó cắm xuống thì a nó sẽ âm, đúng không ạ? Như vậy là ở đây các bạn chỉ lấy trường hợp nó âm thôi, âm thôi. Một tiếp tuyến số 2 là nằm ở đây các bạn này, tiếp tuyến số 2 nằm đây này, thì trường hợp này là a nó dương rồi, các bạn hiểu không ạ? Thế nên là loại cái trường hợp mà cái lúc nãy ta vừa giải ra dương ấy, người ta vừa giải ra dương có một con dương đúng không? Đâu có rồi ấy. Đây có một con dương người ta loại rồi, các em hiểu không? Để cho các bạn làm quen thôi, chứ bây giờ mà đây là làm quen thì các bạn biết nó có kỹ thuật như này. Đấy. Tất nhiên là còn những cái kỹ thuật khác nữa. Thì chắc bây giờ là cũng lú rồi đúng không? Bài nó khó mà nó cũng lú rồi. Thế vậy là ta chắc là không nhắc các kỹ thuật khác nữa. Đấy, thì buổi hôm nay ta sẽ dừng ở đây thôi, các kỹ thuật khác ở trong lớp VIP thì sẽ nhắc tiếp cho các bạn. Cái loại số 5 thì cũng rất là hay, bởi vì có một số con này các bạn này, ở đây có một số con nó rất là khó các em ạ. Cái đề của thầy đây, bạn nào mà thử làm hết thì các bạn mới hôm nào thầy dạy thêm. Ừ, cái này thầy còn dạy mà, yên tâm, hôm nay là giới thiệu cho các bạn ở ngoài các bạn biết không. Vẫn còn nhiều dạng nó khá là khó. Nó bị giới hạn bởi hai đường này rồi, thế nên là không bao giờ nó cắt được em. Nó chỉ chạy ở trong đây thôi, các bạn học cái phần quy tích là các bạn biết rồi. Nó chỉ chạy trong này thôi, nó không thể chạy vượt ra ngoài được. Mini game đi đi nhầm, mini game đi đi, đúng không? Mini game, nó bị giới hạn kẹp bởi hai thằng này rồi. Như vậy là ở đây này, các bạn thấy này, là cái đường thẳng họ nhà DM nó chỉ chạy ở trong đây thế này, chạy ở trong đây thế này, đúng không ạ? Chạy đây này, giới hạn đây này, hết rồi này, nó xoay đi xoay lại, nó chỉ cứ tới đây là hết này. Như vậy là không bao giờ nó vượt qua được, không bao giờ nó chạm được cái đồ thị hàm số kia. Nó chỉ chạy ở trong vùng này thôi, nó khẽ nhích nhích như này thôi, nhích 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 như này thôi, nó không chạm được vào đây, không chạm được vào đây, chặn trên chặn dưới hết rồi đó. Kỹ thuật này thì phải đẹp trai thì các bạn mới nhìn thấy được.
Nào ta quay lại mini game của ta đi, mini game nhá. Nhắc lại luôn, riêng ngày hôm nay và ngày mai, riêng ngày hôm nay và ngày mai đang kỷ niệm Việt Nam thắng Indonesia. Thầy ghét nhất là cái thằng Indonesia, bởi vì năm nào cũng gáy Việt Nam thắng. Do vậy là riêng hôm nay và ngày mai bạn nào đăng ký khóa học lớp VIP của ta tặng luôn 200k. Đấy, ngoài cái việc là đã được giảm 50% rồi tặng 200k, quá khủng luôn. Bắt đầu mini game này, nhanh lên không là hết cơ hội. Bạn nào càng đăng ký sau thì bị bỏ càng xa càng xa càng xa, đúng không? Lớp VIP của thầy thì các em biết uy tín rồi, đến nỗi mà các thầy cô còn đăng ký vào học thì nói gì đúng các bạn. Các thầy cô cũng đăng ký vào học, đúng không? Nên là không chất lượng thì làm sao mà các thầy cô lại đăng ký vào học được. Thầy đùa đấy, bởi vì các thầy cô đăng ký vào học thì chủ yếu là do thầy đẹp trai thôi, thầy đẹp trai thôi, vào để ngắm thầy hàng ngày thôi. Và các bạn nhìn nhá, đâu nào mini game của ta nào, ai sẽ nhận được quà tặng 300k tháng 71. Oh, 71 chưa phải là cái số đầu của ta. 7 tiếp. Wow, như vậy là con số 7. Bạn nào mà comment là con số 7. XX7 là ok, XX7 các bạn này. XX7 là chắc là trúng đúng không? Tí nữa đi nào, tí nữa nào. Con gì đây? Con gì đây? Con số gì đây? Con số gì ra là con 0 các em ạ. Chu cho ơi, con 0. Như vậy nó sẽ là X07. X07 như vậy nó là cái gì 07? Căng quá trời. Hồi hộp quá trời, một số xứ tụt cả xuống đầu gối rồi. Nó là cái gì? Thang 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 207. Trời ơi, 207. 207 hình như là không ai trúng rồi. Em là Abup măng non, em lớn lên sẽ là măng già. A hi hi. Tiếc quá nhà, 207 như vậy là nay không có bạn nào trúng. Rất nhiều bạn là 206, 208, 204, 205. Rất nhiều luôn. Dạy còn khó hơn lô đề. Không, lô đề là các bạn phải bỏ tiền ra các bạn mới được chơi đúng không? Ở đây các bạn có mất gì đâu. Mất gì đâu, khác lô đề, cái này là khác lô đề. Bạn trúng mà, nhiều bạn trúng mà. Các buổi trước thầy mất bao nhiêu tiền rồi đấy các em ạ. Này này, đăng Phạm 208 này. Thấy không? Đạo đức hết. Đấy. Ok. Cái này ngang ba càng rồi. Bạn nào đây? Nguyễn Xuân, thầy ơi em nghiện xong trục rồi. Cái gì nữa đây? Em nghiện cả giọng thầy rồi. Biến thái quá trời. Ở đâu thì thầy tới ngay nào, dầu gió đâu rồi, à quên dầu ăn đâu rồi. Rồi, như vậy là ngày mai nhá, thầy nhắc cho các bạn ngày mai nội dung của thầy cho ta sẽ làm gì, đúng không ạ? Như vậy là ta ôn được kha khá rồi, ngày mai thầy cho mình sẽ tổng kết các bài toán đơn điệu, cực trị và mắc mi. Đúng không ạ? Đơn điệu, cực trị, mắc mi. Ok chưa các em? Ngày mai nhá. Ôn hơi nhiều đấy. Nhẹ nhàng và tình cảm thôi. Đề của thầy thì các bạn biết nhẹ nhàng tình cảm rồi. Ngày mai thầy cho mình sẽ làm cũng ở trên page luôn các em nhá. Trên page luôn. Tuần này sẽ là live cho các bạn ở trên page khá nhiều. Mai cũng page. Giao lưu thôi, giao lưu, dầu gió dầu ăn thôi. Ok chưa? Rồi, bye bye và hẹn gặp lại các em ở trong ngày mai nhé. Mai ở page nhé, mai ngoài page nhé. Mai ở ngoài. Đấy. Bạn nào đăng ký lên VIP đăng ký nhanh lên, không là hôm sau đến các siêu phẩm tiếp theo là thầy lại dạy ở trong đấy. Lại bắt đầu lại mất gốc luôn. Bye bye các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở trong buổi sau. Thì ra đi rửa bát đi. À quên, thành ra thì quát vợ thầy, bắt thầy vợ thầy đi rửa bát đây. Quên mất lộ hết rồi. Ai da. Bye bye các em, chúc các em một buổi tối vui vẻ và gặp nhiều ác mộng. Đề bài này các bạn cố gắng làm hết cho thầy đi nha. Làm hết cho thầy đi nha, làm hết đi. Làm hết, tặng luôn can dầu ăn.
Bye bye các em. Cho đề khó này dễ bị hack nick lắm. Bye bye Quỳnh Gian Ác. Lâu các bạn. Khép cái mic này mà cái dây mic này khép để nó te tua đi các bạn. Bye Thương Dung nha, bye Ngọc Anh, bye các em.